Zita chịu món nợ lớn không có khả năng trả nổi. Cô chỉ có thể dựa vào khuôn mặt xinh đẹp tự nhiên và dáng vóc mảnh mai để tìm kiếm một người đàn ông giàu có nhằm giải quyết tình hình cấp bách. Trong sàn nhảy, cô mềm mại khoe vẻ đẹp quyến rũ của mình, khiến những tên đàn ông xung quanh không thể rời mắt. Chẳng bao lâu sau, đã xuất hiện một con mồi tiến lên mời chào. Nhưng lúc này, người bạn thân của cô từ phía sau bước tới, nhắc nhở Zita rằng người này không phải hàng thật. Zita lập tức hiểu ra, dừng lại một chút rồi cầm túi xách, quay người bỏ đi. Người đàn ông muốn đuổi theo nhưng bị người bạn thân cản lại, nói rằng Zita đang có khách đến thăm. Người bạn thân đã trách cứ cô ấy hành động chủ quan, khuyên cô ấy phải nhìn người cho kỹ trước khi hành động. Cả hai nhận ra đã không còn sớm nữa, có vẻ như hôm nay khó có thể thu hoạch được gì. Họ chuẩn bị rời đi, nhưng đúng lúc này, đụng phải Giao Uy, người cũng đang chuẩn bị ra về. Người bạn thân vội vã đến bên Zita, nói rằng đây là một tỷ phú thực thụ. Ánh mắt Zita lập tức sáng lên, trong khi Giao Uy bắt đầu hỏi xem cô có muốn tiếp tục không. Hai người bắt đầu một màn nóng bỏng trong ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc ồn ào khiến người ra quên đi bản thân. Điện thoại của Giao Uy vang lên, là cuộc gọi từ vợ anh, Janet. Zita vội vàng nói rằng không nên phá hỏng không khí tốt đẹp này, hôm nay cô sẽ không để anh rời xa mình. Nhưng không ngờ, Giao Uy lại đưa điện thoại cho Zita, bảo cô giải thích với vợ mình rằng họ đang làm gì. Hành động này khiến Zita hoàn toàn bất ngờ, nhưng cô vẫn làm theo ý của Giao Uy. Khi Janet nghe được lời của Zita, cô không kiểm soát được cảm xúc và bắt đầu khóc nức nở. Giao Uy và Janet đã kết hôn 3 năm nhưng chưa có con. Họ gần đây thử IVF nhưng không thành công, điều này khiến Janet tự trách bản thân rất nhiều. Giao Uy là người thừa kế duy nhất của gia tộc, vì vậy việc không có con cái khiến anh khó giải thích với gia đình. Tuy nhiên, Giao Uy khẳng định chỉ cần được ở bên Janet, có hay không có con anh đều chấp nhận. Nhưng người mẹ khao khát có cháu không chịu đồng ý, bà liên tục trách móc Janet và thậm chí mắng cô là gà mái không biết đẻ trứng. Trước sự trách móc của mẹ chồng, Janet cảm thấy áp lực không thể chịu đựng và đề nghị ly hôn với Giao Uy để anh có thể tái hôn với người phụ nữ khác có thể sinh con cho anh. Nhưng Giao Uy kiên quyết không chấp nhận. Janet sau đó nói nếu không ly hôn thì Giao Uy có thể tìm một người phụ nữ khác để có con. Chứng kiến sự kiên định và đau khổ của vợ, Giao Uy mới tạo ra cảnh tượng vừa rồi để Janet hiểu rằng nếu anh thực sự làm như vậy, liệu cô có cảm thấy đau lòng hay không. Khi Giao Uy thấy mục tiêu của mình đã đạt được, anh ta không tiếp tục dây dưa với Zita nữa. Anh ta trực tiếp ném cho cô một khoản tiền lớn rồi chuẩn bị rời đi. Khi Giao Uy trở về nhà, Janet vẫn đang khóc và nhanh chóng hỏi về người phụ nữ vừa nãy trả lời điện thoại là ai. Nhưng Giao Uy nói rằng không quan trọng người đó là ai, quan trọng là anh và cô ấy không có làm gì cả. Janet mới hiểu ý đồ của chồng và gật đầu đáp lại. Sau đó, Giao Uy chuẩn bị thể hiện tình yêu của mình bằng hành động thực tế, nhưng trong đầu Janet lại vang lên giọng nói của Zita ban nãy, nhất thời không thể chấp nhận anh. Lần này, đến lượt Giao Uy cảm thấy bối rối. Zita bị một chiếc máy ảnh bất ngờ xuất hiện bên đường khiến cô úp mặt vào con sông quê. Nhưng chủ nhân của chiếc máy ảnh, Non, lại chỉ quan tâm đến việc máy ảnh của mình có bị hỏng hay không, không hề quan tâm đến Zita đang nằm trên đất. Zita tức giận không nhìn nổi điều này, cô nhặt lên chiếc điện thoại của mình và thấy màn hình đã vỡ nát. Trong khi Non lại trách cứ Zita không nhìn đường khi đi, may mà máy ảnh không hỏng, nếu không anh ta sẽ không bỏ qua cho cô. Sao trên đời lại có loại người này cơ chứ? May mà Zita nhà ta không phải là người phụ nữ dễ bị bắt nạt. Cả hai bắt đầu giằng co, hai người giằng co ngày càng mạnh. Sau đó một trong hai không giữ chắc được máy ảnh và nó bị văng ra xa 30 mét. Non vừa định chạy đi bắt thì bị Zita kéo lại, nhưng Non ngay lập tức đẩy cô ra và vươn tay bắt lấy máy ảnh. Non vội vàng kiểm tra tình trạng của máy ảnh, thấy nó không hỏng hóc gì mới thở phào một hơi. Sau khi cả hai đứng dậy, họ lại tiếp tục một vòng cãi vã mới. Khi biết chiếc máy ảnh trị giá 100,000 bạt mà Non đang sử dụng là của bố anh ta, Zita bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, bắt đầu chế giễu Non là một kẻ ăn bám, sống dựa vào cha mẹ. Sau một hồi chế nhạo, Zita quyết định rời đi. Lý do Zita quyết tâm đòi đối phương bồi thường thực sự là bởi vì cô đang gặp khó khăn. Do mắc nợ một khoản lớn, cô đành phải lén lút chuyển đến sống trong một căn hộ nhỏ, nhưng không ngờ vẫn bị chủ nợ tìm đến tận nơi. Khi nghe Zita nói không có tiền, chủ nợ chỉ vào bàn trang điểm đầy mỹ phẩm mắng cô có tiền để làm đẹp nhưng không trả nợ. Ngay lập tức, họ bắt đầu cướp đoạt những đồ vật trên bàn, những thứ là công cụ giúp Zita giữ gìn vẻ ngoài của mình. Chủ nợ sau đó thậm chí còn túm tóc Zita, đe dọa cho cô 3 ngày để trả nợ. Lúc này, Zita cảm thấy vô cùng bất lực, không có ai để chia sẻ. Sau đó, cô tìm ra chiếc váy đen duy nhất còn lại, vì hôm nay cô vẫn cần phải đi làm. Cô tỉ mỉ trang điểm, lớp nền dày cộm che giấu vết thương trên mặt và vội vã đến nơi làm việc. Khi đến nơi, sự kiện trong hội trường đã bắt đầu. Công việc của Zita hôm nay là dẫn chương trình cho lễ mở bán một dự án nhà mới. Khi thấy người quản lý, Zita nhanh chóng xin lỗi vì đã đến muộn. Cô vừa mới bị đánh và giờ đây lại phải tỏ ra tươi cười. Người quản lý cũng tỏ ra không hài lòng với việc cô đến muộn. Cô liền giải thích rằng điện thoại của mình gặp vấn đề và sau đó tiến lên, cầm tay giám đốc, nũng nịu cầu xin một cơ hội. Giám đốc cảm nhận được thành ý từ Zita lập tức thay đổi thái độ, mỉm cười và nói nếu có thời gian sau giờ làm, Zita hãy ở lại để trò chuyện sâu hơn. Cô nhanh chóng cảm ơn và nói sẽ đi chuẩn bị cho công việc. Nhưng khi quay người, một bàn tay hám dục vuốt ve mông cô, khiến Zita không khỏi đứng hình nhưng cô vẫn phải kiềm chế cơn giận. Zita âm thầm chịu đựng và tiếp tục chuẩn bị cho công việc. Còn người thư ký ở cửa nhìn theo Zita đi và cầm lấy điện thoại. Zita bước ra khỏi cửa, thấy một người phụ nữ đi loạng choạng bên vệ đường, bộ dạng gần như sắp ngất.
Cô vội vàng tiến lên giúp đỡ. Khi hai người nhìn vào mắt nhau, họ cảm thấy có một sự quen thuộc kỳ lạ. Zita ngay lập tức nhận ra người phụ nữ trước mắt, họ trước đó đã học cùng nhau tại một trại mồ côi khi còn nhỏ. Zita may mắn được một gia đình giàu có chú ý và chuẩn bị nhận nuôi, nhưng vào ngày được nhận, người phụ nữ mà cô nghĩ sẽ trở thành mẹ của mình lại chọn đưa đi người bạn của cô chính là Janet. Janet nhìn Zita có vẻ quen mắt nhưng không thể nhớ ra là ai. Sau khi đưa Janet đến xe và đảm bảo cô ấy không có vấn đề gì lớn, Zita quay trở lại công việc. Buổi lễ sớm bắt đầu, Zita với micro trong tay, tự tin bước ra trước đám đông. Vẻ đẹp thanh lịch và giọng nói dễ nghe của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Trong đám đông, cô bất ngờ nhìn thấy Non, người mà cô đã tranh cãi vào buổi sáng, quả là trái đất tròn. Sau đó, Zita trang trọng mời chủ sở hữu của căn hộ lên sân khấu để phát biểu. Cô nhìn thấy một cặp vợ chồng đang đi tới, người phụ nữ chính là Janet, người mà Zita vừa giúp đỡ. Điều khiến Zita kinh ngạc nhất là người đàn ông bên cạnh Janet, người mà chỉ tối hôm qua trong bar. Và giờ đây, người đàn ông ấy lại chính là chủ của công ty này. Zhao Yi đã chăm sóc xong vợ và bước lên phía trước. Khi thấy Zita, anh ta có chút ngại ngùng, trong đầu hiện lên hình ảnh tối qua. Nhưng trước mặt bao nhiêu vị khách, anh ta nhanh chóng thay đổi biểu cảm và bắt đầu bài phát biểu. Sự kiện sớm kết thúc, Zita đếm số tiền được trả công. Thật sự, công ty lớn có khác, chỉ trong một buổi sáng làm việc mà thu nhập đã nhiều như vậy. Trong lúc đang vui mừng, Non bước vào với chiếc máy ảnh trên tay. Zita vẫn còn bực bội vì Non từ chối bồi thường cho chiếc điện thoại vào buổi sáng, cô quyết tâm đòi tiền bồi thường. Khi Non kiên quyết từ chối, cô không ngần ngại tiến lên và giành lấy, khiến Non bị dồn vào tường, cảnh tượng này có chút ám muội. Nhưng cuối cùng, Zita cũng lấy được ví tiền của anh ta, không ngờ lại phát hiện Non thực sự rất nghèo, trong ví còn không đủ tiền cho một bữa sáng. Sau đó, khi hai người cùng bước ra ngoài, họ lại thấy vợ chồng Janet. Lúc này, Zita mới biết Non chính là em trai của Janet. Cô vừa mới mắng Non là một kẻ khố rách áo ôm, nhưng hóa ra bản thân mới chính là trò hề. Zita chỉ biết cười ngượng và chuẩn bị rời đi. Khi ra khỏi cửa, một phụ nữ với vẻ mặt tức giận bước đến trước mặt Zita và tát cô một cái. Zita hoàn toàn bối rối, hỏi người phụ nữ tại sao lại tát mình. Lúc này, người thư ký bên cạnh đưa điện thoại cho Zita xem, hóa ra đó là bức ảnh cô đang tình tứ với giám đốc. Sau đó, người phụ nữ yêu cầu cô thư ký tiến lên dạy dỗ Zita. Nhưng với thân hình nhỏ bé, cô thư ký không phải là đối thủ của Zita. Nhận thấy tình hình, người phụ nữ quyết định tự mình ra tay. Tuy nhiên, hai đánh một khâu chuột cũng què, tay Zita bị giữ chặt, chỉ có thể để người phụ nữ tức giận đánh mạnh vào mình. Trong lúc mọi người giằng co, một người phụ nữ khác tới và kéo họ ra. Người đến là Janet. Khi Janet đặt câu hỏi, người phụ nữ yêu cầu thư ký đưa điện thoại ra để chứng minh, nhưng điện thoại đã bị hỏng trong cuộc ẩu đả. Thấy bằng chứng bị hủy, Zita nhanh chóng khẳng định mình bị oan uổng. Mặc cho người phụ nữ vẫn tiếp tục gào thét mắng chửi, Janet vẫn chọn tin tưởng Zita và yêu cầu người phụ nữ kia rời đi. Janet ân cần hỏi Zita có cần đến bệnh viện để xử lý vết thương không. Zita đã quen với những tình huống như thế này, cho biết chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn. Khi hai người gặp nhau lần đầu, Janet đã cảm thấy Zita có vẻ quen mắt và đã nhân cơ hội này để hỏi tên cô. Khi Janet hỏi liệu họ có quen biết trước đây không, Zita đã chọn im lặng. Sau khi trở về, Janet kể lại sự việc với chồng mình, Zhao Yi. Khi nghe đến chuyện của Zita, ánh mắt của Zhao Yi có chút tránh né và anh nhắc nhở vợ không nên quá tin tưởng vào người khác. Sau khi trở về nhà, Janet cố gắng nhớ lại và cuối cùng nhận ra Zita chính là bạn thân của cô ở trại mồ côi ngày xưa. Ngày hôm sau, Janet đã đến thăm trại mồ côi và tặng quà cho cô giáo năm đó, sau đó bị một nhóm trẻ em kéo đi chơi. Trong khi đó, cô giáo bất ngờ lên cơn đau tim và trở nên rất khó chịu. May mắn là Zita đã kịp thời đến và nghe thấy tiếng gọi của bà ấy. Janet cũng nghe thấy và vội vã chạy đến. Họ đã cùng nhau đưa bà ấy đến bệnh viện. Lúc này, Janet đã hoàn toàn nhớ ra Zita. Khi Janet hỏi liệu Zita có nhớ mình không, Zita tỏ ra mơ hồ và nói rằng không nhớ rõ. Sau khi giáo viên chạy mồ côi qua cơn nguy kịch, Janet hỏi Zita cần phương tiện gì để về nhà. Zita không muốn bị Janet coi thường nên nói rằng cô phải đi taxi vì xe cô bị hỏng. Janet sau đó đề nghị cho tài xế đưa Zita về và Zita thấy không còn sớm nên đã đồng ý. Khi Janet ra ngoài, Zita đã thổ lộ lòng mình với cô giáo đang hôn mê, người đã cướp đi hạnh phúc của Zita. Sao Zita lại không nhớ được chứ cô? Khi Janet đề nghị tài xế đưa Zita về nhà, cô không biết rằng Zita có ý đồ riêng. Zita nói cô cần vào nhà vệ sinh. Janet rất thoải mái và để Zita tự nhiên. Zita nhìn quanh căn nhà hoành tráng và thấy đầy khao khát trong mắt mình. Bước vào nhà, cô cẩn thận quan sát từng chi tiết nội thất xa hoa. Ở góc cầu thang, có bức ảnh của Janet và chồng cô, Zhao Yi, khiến Zita không tự chủ được mà nhìn ngắm. Sau đó, cô tiếp tục khám phá biệt thự, nhưng khi vừa đến gần cửa sổ, cô bị một người đàn ông ôm từ phía sau. Người đó chính là Zhao Yi, chồng của Janet. Sau đó, Zhao Yi cũng cảm nhận được điều gì đó không đúng. Khi bật đèn ở hành lang, anh mới nhận ra người này là Zita, đây không phải lần đầu họ gặp mặt. Zhao Yi ngay lập tức hỏi Zita tại sao cô lại ở trong nhà mình, và Zita đã trả lời thật lòng về mối quan hệ của cô với Janet. Dù Zita đã nói sự thật, nhưng điều này không làm thay đổi ấn tượng không tốt của Zhao Yi về cô. Zhao Yi cảnh báo Zita rằng sau này không nên tiếp tục qua lại với vợ mình, nếu không anh sẽ tiết lộ chuyện cô dụ dỗ đàn ông tại các hộp đêm cho Janet biết. Trong lúc hai người đang có những mâu thuẫn, Janet đi tới và cả hai liền trở nên lúng túng khi thấy cô. Họ nhanh chóng bảo rằng Zita chỉ là lạc đường khi tìm phòng vệ sinh để qua mặt Janet. Ngày hôm sau,
họ lại gặp nhau tại bệnh viện để thăm cô giáo. Giáo viên biết rõ những khó khăn mà Zita đã trải qua trong những năm qua và biết Janice sống trong điều kiện tốt hơn. Nên sau khi Zita rời đi, giáo viên đã đề nghị Janice giúp Zita tìm một công việc ổn định. Janice, vốn vẫn giữ tình cảm cũ với Zita, tự nhiên không từ chối. Về phía Zita, để trả nợ, cô vẫn cần tìm các công việc làm thêm. Lần này, qua người bạn, cô tìm được một công việc làm tiếp viên tại quán bar. Ngoài ngoại hình và thân hình nổi bật, Zita không có kỹ năng gì đặc biệt nên chỉ có thể kiếm tiền qua công việc như vậy. Mặc dù không hài lòng với môi trường làm việc, nhưng miễn là có thể kiếm tiền, cô cũng phải cố gắng tham gia. Rất nhanh, cô đã uống hơi nhiều và bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Nhưng trước mắt đám đàn ông đói khát, cô vẫn tiếp tục uống từng ngụm rượu vào miệng, như thể đang dùng mạng sống để kiếm tiền. Khi cảm thấy không thể đứng vững, Zita nói rằng cô cần đi vệ sinh để tìm cơ hội thoát ra. Trạng thái hiện tại của cô đã thu hút sự chú ý của những tên cặn bã. Zita, với kinh nghiệm lâu năm trong những nơi như thế, hiểu rõ ý đồ của họ nên đã vội vàng tới phòng vệ sinh để nôn mửa, cố gắng giảm bớt tác động của rượu. Sau đó, Zita dùng chút tỉnh táo cuối cùng để gọi cho bạn thân, nhờ cô ấy đến đón. Nhưng bạn thân của cô đang vui vẻ ở nơi khác và chỉ đề nghị gọi taxi giúp Zita. Có vẻ như Zita chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Cô gắng gượng đứng dậy và bước ra khỏi cửa, nhưng người đàn ông kia đã đợi sẵn ở cửa. Zita lập tức nói rằng cô không ổn và cần phải về nhà ngay, nhưng người đàn ông không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Bất chấp sự từ chối của Zita, anh ta đã dìu cô vào phòng và đóng cửa lại. Anh ta nhiệt tình đưa cho cô một chai nước. Zita không tỉnh táo, dưới cơn khát đã một hơi uống sạch. Rất nhanh cô đã rơi vào trạng thái hôn mê. Người đàn ông bắt đầu cởi áo thực hiện hành vi đê tiện của mình. Anh ta lấy điện thoại ghi lại những hình ảnh tốt đẹp giữa hai người họ. Zita bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người, cơ thể nóng lên và rơi vào trạng thái mơ hồ. Người đàn ông không còn kiềm chế được dục vọng và bắt đầu tấn công mạnh mẽ. Nhưng đột nhiên cửa bị đạp mở, một người đàn ông xông vào và quật ngã anh ta ra một bên. Hóa ra, Non vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của người đàn ông với đám bạn và biết kế hoạch xấu xa của bọn họ. Anh vì nghĩa quên thân, quyết định xông vào cứu giúp. Lúc này anh mới phát hiện gương mặt thân quen. Sau đó, anh vội vàng đỡ Zita ra khỏi đó. Khi tới cửa, ảnh hưởng của rượu cùng với thuốc khiến Zita bắt đầu mất kiểm soát và cởi bỏ quần áo giữa phố. Non vội vàng ngăn lại. Zita kêu lên vì cảm thấy nóng và tiếp tục lao vào Non. Cuối cùng, Non đã dùng sức lực lớn để kéo Zita lên xe. Khi đến nơi, Zita dường như đã tỉnh táo hơn một chút, nhưng tác dụng của thuốc vẫn còn. Cô dùng mọi cách quyến rũ anh, nhưng Non không quan tâm mà ném cô vào bồn tắm, mở vòi nước lạnh để làm cô tỉnh táo. Zita dưới dòng nước lạnh bắt đầu la hét vùng vẫy. Trong lúc giằng co, cả hai cùng ngã xuống bồn tắm. Khi ánh mắt họ gặp nhau, không rõ là do ảnh hưởng của thuốc hay cảm xúc nội tâm, Zita đã từ từ hôn Non. Nhưng môi chưa chạm môi mà người đã bất tỉnh. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô đã nằm trên giường. Zita bật dậy như nhớ ra điều gì đó, thấy quần áo của mình rải rác trên sàn nhà, lập tức cảm thấy hoảng sợ. Zita cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. Dù trí nhớ có phần ngắt quãng, nhưng cô vẫn nhớ được một số chi tiết, tự trách mình vì hành động của mình tối hôm đó. Khi trở về nhà, cô kể lại sự việc cho bạn thân và khiến cô bạn cũng giật mình. Từ cuộc trò chuyện, Zita gần như đã nhớ lại được tất cả những gì đã xảy ra tối hôm trước và biết ơn Non vì đã kịp thời xuất hiện, giúp cô tránh khỏi việc bị xâm hại. Nhớ đến Non chính là người mà cô định tiếp cận, em trai của Janice. Cô lấy điện thoại ra và tìm kiếm thông tin về Non, trong lòng đã có kế hoạch. Cô đi tìm gặp Non, cầu xin anh không lan truyền chuyện này ra ngoài. Non chỉ quen Zita qua vài lần gặp gỡ, tự nhiên không coi đó là chuyện lớn, nhưng Zita, với lòng tự trọng mong manh, sợ bị người khác xem mình như một cô gái đứng đường, nên nhấn mạnh rằng cô chỉ làm công việc tiếp viên. Trong khi hai người đang tranh cãi, Zita nhận được cuộc gọi từ bạn thân. Sau đó, cô bạn thân của Zita gửi cho cô một đoạn video, không ngờ lại là video không mấy đứng đắn mà người đàn ông hôm trước đã quay trộm. Vì không đạt được mục đích, khi Zita đang không biết phải làm gì, cô lại nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Cô giáo từng nuôi dạy cô từ nhỏ bệnh tình bất ngờ chuyển nặng. Đến bệnh viện, Zita mới biết cô giáo chuyển bệnh nặng vì không chịu nổi cú sốc khi xem những video đó. Sự việc này khiến Zita, người đã rơi vào hoàn cảnh khốn khó, cảm thấy vô cùng tự trách và đau khổ. Janice, người chị em cùng trại mồ côi với Zita, sau khi trở về nhà đã thuyết phục chồng mình để Zita làm việc tại công ty của họ. Chồng cô, Giao Y vốn có thành kiến không mấy tốt đẹp về Zita, nhưng vì không muốn phản đối ý muốn của vợ, nên đã đồng ý để Zita đến phỏng vấn. Khi biết mình có cơ hội làm việc tại công ty của Giao Y, Zita vô cùng phấn khích và đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc phỏng vấn. Cô bày tỏ lòng biết ơn chân thành khi gặp Giao Y, nhưng anh ta không hề đánh giá cao năng lực của cô và thậm chí còn có lời lẽ khắc nghiệt. Vì nhớ lại sự cố xảy ra giữa họ tại quán bar vài ngày trước, dù Zita đã cố gắng giải thích, cô vẫn không thể nhận được thiện cảm từ Giao Y, khiến cô một lần nữa chìm trong sự tuyệt vọng đau khổ. Cuộc phỏng vấn lần này cũng kết thúc trước khi nó bắt đầu. Zita từ bước vào cửa với niềm hứng thú đến phải bước ra với khuôn mặt chán chường, thậm chí đôi giày cũng từ chối người chủ như cô ấy. Bước đi trên đôi chân trần, cô còn phải chịu sự chế nhạo từ phụ nữ bên cạnh. Điều này khiến cho Zita đang tức giận, không thể kìm nén nổi cơn giận nữa và bước lên muốn dạy dỗ người phụ nữ kia. Nhưng lúc này, Janice xuất hiện phía sau cô. Khi thấy Janice, sự tức giận trong Zita dường như biến mất. Sau đó, Janice đổi giày cho Zita và mời cô đi ăn cùng. Trong lúc trò chuyện, Janice nói rằng mẹ cô sẽ sớm đến và muốn gặp Zita. Trước khi Zita kịp từ chối,
Mẹ của Janet đã đẩy cửa bước vào. Khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc giữa mẹ con họ, Zita lại rơi vào hồi ức đau buồn. Giờ đây, người phụ nữ đã bỏ rơi cô đang đứng trước mắt. Sau vài câu chào hỏi đơn giản, Zita không thể tiếp tục ở lại đó được nữa và đã tìm cớ đi vệ sinh để trốn về nhà. Zita vẫn không thể thoát khỏi bóng đen của quá khứ, nhất là khi thấy Janet đang sống cuộc sống hạnh phúc, có người mẹ yêu thương và người chồng giàu có đẹp trai. Khi so sánh với cuộc sống hiện tại của mình, đầy vất vả và đói khổ, nỗi đau trong lòng cô trở nên khó chịu đến mức không thể chịu đựng. Cuối cùng, Zita đã bước ra ban công, cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa, không biết mình nên sống vì ai, hay có ai quan tâm đến quyết định kết thúc cuộc đời của mình. Nhưng vào giây phút ấy, cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa và tiếng la hét. Zita nhận ra đó là giọng của chủ nợ. Cô nhớ lại lần chủ nợ đến cảnh cáo 3 ngày trước, rằng nếu không trả nợ trong 3 ngày thì sẽ phải nhận hậu quả. Sự xuất hiện của chủ nợ đã vô tình cứu mạng Zita. Sau khi trốn chủ nợ, Zita đã tìm đến bạn thân và hỏi xem có công việc nào kiếm tiền không, cô sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Bạn thân của cô, không phải là người phụ nữ tốt lành gì, đã giới thiệu cho cô một công việc có thể đoán trước được. Sau đó, Zita mặc bộ đồ quyến rũ đến một câu lạc bộ đêm. Khi khách hàng nhìn thấy cô, họ đã không giấu nổi nụ cười hài lòng. Sau khi hai người cùng nhau uống một ly rượu để điều chỉnh bầu không khí, lời nói của người đàn ông đã khiến tình hình trở nên căng thẳng, cởi hết quần áo ra. Lời này khiến Zita cảm thấy bối rối, nhưng lời nói của người đàn ông càng lúc càng trở nên trắng trợn. Khi Zita sắp không thể chịu đựng và chuẩn bị rời đi, người đàn ông đã đưa ra một mức giá, khiến cô phải quay lại. Nhưng khi người đàn ông mở hộp vào phút cuối, cả hai đều bất ngờ. Cảnh tiếp theo không thể mô tả chi tiết vì nó quá đáng sợ. Zita đã dùng số tiền kiếm được từ công việc đó để trả nợ, nhưng chỉ đủ để trả lãi. Chủ nợ hài lòng khi nhận được tiền và độ lượng cho cô thêm một tháng để chuẩn bị trả nợ cả gốc và lẫn lãi. Khi trở về nhà, Zita không còn chịu nổi nữa. Cơn đau cả về thể xác lẫn tinh thần khiến cô không thể kiềm chế. Trong đầu cô lúc này, hồi tưởng lại những hình ảnh kinh hoàng mà cô đã trải qua. Mỗi lần như vậy đều là những cơn đau khắc cốt ghi tâm, cũng là sự tàn phá lớn nhất đối với tâm hồn Zita. Trước gương, cô nhìn những vết thương trên cơ thể mình, không biết nên thương xót bản thân hay căm ghét chính mình. Khi Non tìm đến, cô đã ngất xỉu trên sàn, Non vội vã đưa Zita đến bệnh viện. Qua kiểm tra của bác sĩ, cơ thể Zita có nhiều vết thương, rõ ràng là do bị đánh đập, nhưng may mắn không gây tổn thương đến nội tạng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được. Non đến với sự nhờ vả của chị gái để quan tâm Zita, nhưng không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này. Khi tỉnh dậy ở bệnh viện, Zita ngay lập tức đòi về nhà vì lo lắng không thể chi trả viện phí ở đây. Trở về nhà, Zita hỏi Non liệu anh có tò mò không về lý do tại sao cô lại trong tình trạng đó. Non không phải người thích xen vào chuyện của người khác, chỉ bày tỏ sự quan tâm vừa phải và nói rằng sẽ chờ đến khi cô sẵn lòng kể. Sự thấu hiểu này khiến Zita cảm động và mở lời chia sẻ nỗi lòng. Zita kể về cuộc sống của mình, từ nhỏ lớn lên trong trại mồ côi, không được giáo dục đầy đủ, không có ai để dựa vào, luôn phải đối mặt với sự khinh thường của người khác. Cô căm ghét cảm giác bị đánh giá thấp và coi thường. Zita quyết tâm phải dùng năng lực của mình để kiếm đủ tiền. Non, người từ nhỏ đã sống trong gia đình giàu có, tự nhiên rất khó hiểu được hoàn cảnh của cô, nhưng cũng đã đưa ra phản hồi thích hợp. Sau khi Non đi, bạn thân của Zita cũng đến để quan tâm đến tình hình của cô, bởi công việc đó là do cô bạn giới thiệu. Tuy nhiên, khi nhìn thấy những vết thương trên người Zita, cô bạn cũng cảm thấy kinh ngạc, không ngờ bản thân đã vô tình đẩy Zita vào hoàn cảnh khó khăn. Nhưng Zita biết rằng tất cả đều là lựa chọn của mình và không hề oán trách bạn mình. Trong lúc hai người đang trò chuyện, điện thoại reo, Zita nhận được lời mời phỏng vấn. Trước đó, Janet đã yêu cầu cô thử sức ở công ty của chồng mình, Giao Y. Dù lần trước không thành công nhưng cơ hội khác lại đến. Zita nhanh chóng che giấu vết thương trên cơ thể, thay đồ và đi phỏng vấn. Khi được hỏi về kinh nghiệm làm việc, cô hơi do dự, sau đó nói rằng mình đã làm trong lĩnh vực bán hàng. Khi nhân viên tuyển dụng hỏi cô đã bán gì, Zita suy nghĩ một chút và trả lời. Cô nói đã bán đồ uống, thực chất là bán rượu ở quán bar, bán thức ăn, thực ra là chơi trò chơi nhỏ với khách hàng, đã làm biểu diễn, tức là biểu diễn các chương trình cho khách ở quán bar, thậm chí còn nói mình đã bán quần áo, nhưng thực chất là bán cơ thể qua việc mặc đồ. Cách diễn đạt tinh tế này đã khiến cho nhân viên tuyển dụng đánh giá cao Zita. Sau đó, theo sự hướng dẫn của nhân viên tuyển dụng, Zita còn thể hiện vài màn biểu diễn bằng tiếng Trung. Buổi phỏng vấn diễn ra rất thuận lợi và Zita ra về trong tâm trạng phấn khởi. Ngay khi ra khỏi cửa, cô tình cờ gặp Giao Uy, chồng của Janet. Zita biết anh ta luôn có thành kiến với mình nhưng vẫn cố tình tiến lên chào hỏi, vì dù sao anh ta cũng sẽ là ông chủ lớn của cô sau này. Nhưng thái độ khinh bỉ của Giao Uy dành cho cô còn nghiêm trọng hơn cô tưởng. Anh ta sau đó đã đưa cô đến văn phòng và trực tiếp viết cho cô một tấm séc trị giá 300 triệu bạt, yêu cầu cô từ nay không xuất hiện trước mặt anh và vợ mình nữa. Giao Uy còn lên án Zita, cho rằng cô là người phụ nữ xấu xa, vì tiền bạc mà sẵn sàng bán đứng tất cả, không thể để cô tiêm nhiễm thói xấu lên vợ mình. Hành động và lời nói này khiến Zita càng khó chấp nhận. Cô tự hỏi mình tại sao không thể sống như một người bình thường và càng bị đối xử như vậy, càng khiến cô có ý định trả đũa. Giao Uy không cho phép cô tiếp cận Janet, nhưng cô càng muốn làm điều đó. Sau đó, cô đã gọi điện mời Janet đi ăn cơm. Nhưng ngay sau khi họ ngồi xuống, một người đàn ông tiến tới, khiến Zita tức thì trở nên căng thẳng. Người này từng là khách hàng mà Zita không muốn gặp lại. Anh ta tiếp cận mà không hề né tránh, và những lời lẽ tục tĩu từ người xung quanh bắt đầu làm Janet sợ hãi. Zita lo lắng Janet sẽ biết về công việc cô từng làm,
vội vàng đẩy người đàn ông ra và dẫn Janet rời đi. Khi Janet hỏi, Zita chỉ nói rằng mình đã từng bán bảo hiểm và do công việc khó khăn nên phải đối mặt với sự quấy rối từ nhiều khách hàng. Janet không nghĩ sâu xa, chỉ tỏ ra thông cảm. Sau đó, Janet đưa Zita về nhà mẹ đẻ ăn tối để mừng cô tìm được công việc mới. Mẹ của Janet đã chuẩn bị rất nhiều món ngon cho Zita. Đối mặt với người phụ nữ này, người từng suýt chút trở thành mẹ của mình, Zita không khỏi nuốt nước mắt. Sau bữa ăn, Zita tìm gặp Janet, trả lại tấm séc mà Gia Uy đã đưa và kể lại những gì anh ấy nói với mình. Janet tức giận khi biết sự thật và đã trở về nhà cãi vã với chồng. Cô trách móc chồng đã nhìn người qua lăng kính đầy định kiến. Sau nhiều lời khuyên nhủ từ Janet, Gia Uy cuối cùng cũng đồng ý cho Zita một cơ hội làm việc tại công ty của mình. Zita đã thành công trong việc nhận công việc mới và chính Gia Uy đã tổ chức buổi lễ chào mừng cho cô cùng với đồng nghiệp. Nụ cười trên khuôn mặt Zita không thể kiềm chế được. Cô đã từ bỏ một khoản tiền lớn 300 triệu bạt, nhưng đổi lại là những cơ hội không giới hạn cho tương lai. Cô không chỉ muốn có một số tiền nhỏ như vậy. Khi bắt đầu làm việc trong văn phòng cao cấp, toàn bộ khí chất của cô đều đã được nâng cao. Đang ngắm mình trong gương, điện thoại của Zita reo lên. Khi nhìn vào, cô bất ngờ khi thấy là khách hàng cũ của mình và ngay lập tức cảm thấy bị đe dọa. Sau khi cúp máy, cô bước ra khỏi phòng và nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Ngạc nhiên lại là một khách hàng khác của cô, người đang làm quản lý cấp cao trong công ty này. Người đàn ông này bắt đầu chào hỏi Zita một cách không lịch sự. Chính lúc đó, Gia Uy đi ngang qua và nghe thấy tiếng động, nhận ra cuộc đối thoại bên trong và xác nhận Zita đã từng phục vụ đàn ông. Zita, dù đã kiệt sức, vẫn dùng sức mạnh cuối cùng để đá vào chỗ hiểm của người đàn ông. Dù bị đánh, anh ta vẫn tiếp tục lăng mạ. Đúng lúc này, Gia Uy xông vào và đẩy người đàn ông ra một bên. Khi người đàn ông thấy sếp mình, anh ta bắt đầu biện hộ rằng Zita đã chủ động quyến rũ anh ta. Nhưng Gia Uy không phải là kẻ mù và tất nhiên không tin lời anh ta. Người đàn ông tiếp tục khẳng định rằng Zita trước đây đã làm những công việc như vậy. Không ngờ Gia Uy lại nói rằng mình biết, nhưng không nên cứ mãi nhắc lại quá khứ của người khác. Gia Uy sau đó đưa ra hai lựa chọn cho người đàn ông, hoặc là xin lỗi hoặc là cút khỏi công ty. Trước mặt ông chủ, người đàn ông chỉ có thể chấp nhận và xin lỗi một cách miễn cưỡng. Gia Uy cũng cảnh cáo rằng nếu anh ta tiếp tục làm phiền Zita thì sẽ phải rời đi. Sau đó, Gia Uy đưa Zita về văn phòng nghỉ ngơi một lúc và đưa cho cô chiếc khăn tay của mình để lau nước mắt. Nói rằng dù quá khứ thế nào, chỉ cần cô muốn bắt đầu lại, anh sẽ sẵn lòng cho cô cơ hội. Lời nói này đã khiến Zita cảm thấy ấm áp chưa từng có, như thể được tái sinh. Sau giờ làm, Zita vẫn đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc, nhưng lúc này, khách hàng biến thái kia lại gọi điện cho cô. Zita không muốn gặp những người đó nữa, hoảng sợ và nhanh chóng cúp máy. Nhưng khi ngẩng đầu lên, cô thấy người đàn ông đã đứng trước mặt mình, khiến Zita giật mình và không khỏi nhớ lại những hình ảnh tàn bạo từ vài ngày trước. Mặc dù Zita từng sẵn lòng bán thân vì tiền, nhưng cô không muốn tiếp tục chịu đựng sự cầm tù và ngược đãi. Mục đích của người đàn ông rất đơn giản, anh ta muốn một đêm điên cuồng nữa với Zita. Nhưng Zita đã tuyên bố rằng cô đã rửa tay gác kiếm, không còn tiếp khách nữa. Nghe thấy điều này, người đàn ông lại hiện ra vẻ mặt hung tợn, cảnh cáo Zita không nên từ chối lời mời, nếu không sẽ phải chịu hậu quả. Thấy hai người giằng co, một người qua đường tốt bụng muốn giúp đỡ nhưng đã bị người đàn ông dữ tợn đe dọa. Đúng khi Zita sắp bị đưa lên xe, Non bất ngờ quay lại và nhanh chóng tiến lên giải cứu. Nhưng trong một lúc không chú ý, anh bị người đàn ông đá ngã. Dù ngã xuống, Non nhanh chóng chuẩn bị và chiếm ưu thế trong cuộc đấu tranh. Người đàn ông tức giận vì bị đánh trả. Trong tình huống cấp bách, Zita không còn kịp suy nghĩ, nhặt lên cây gậy bên đường và đánh xuống. Người đàn ông bị kích động, quay lại và tấn công Zita. Non thấy vậy, biết rằng khuôn mặt Zita chắc chắn không chịu nổi một cú đấm của người đàn ông, anh gắng sức lại tiếp tục lao lên ôm lấy đối phương và cuối cùng cũng bị đánh ngã. May mắn là lúc này cảnh sát kịp thời đến, khiến người đàn ông hoảng sợ và bỏ chạy. Để bày tỏ lòng biết ơn với Non vì đã cứu mình, sau khi đảm bảo rằng Non không gặp vấn đề gì nghiêm trọng về thương tích, Zita đã trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào. Sau đó, cô nàng dẫn anh về nhà mình, tuy nhiên, Zita không lấy thân báo đáp vì Non không phải là mục tiêu của cô. Mục tiêu của cô là ông chủ hiện tại của mình. Ngày hôm sau, Zita điều chỉnh tinh thần và bắt đầu công việc. Đây là công việc chính thức đầu tiên của Zita trong 20 năm và nhờ khả năng ăn nói lưu loát cùng với thái độ ôn hòa, cô đã thành công bán ra hai căn hộ, khiến các đồng nghiệp khác phải ghen tị. Zita làm tốt không chỉ vì muốn kiếm tiền mà còn muốn nhận được sự công nhận từ ông chủ. Không lâu sau, Janet gọi điện cho Zita, mời cô đi ăn tối. Janet muốn Zita giúp mình chọn quà tặng cho chồng. Nghe điều này, Zita không khỏi cảm thấy ghen tị, bởi người đàn ông đó chính là người bạn đời trong mơ của cô. Zita đã có kế hoạch trong đầu và nhanh chóng đưa Janet đến cửa hàng quần áo, giúp cô chọn một bộ đồ ngủ khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải mê mẩn. Janet, với tính cách hơi cổ hủ, tỏ ra bối rối khi nhìn thấy bộ đồ. Sau đó, Zita tự mình thử và trình diễn cho Janet xem. Với thân hình quyến rũ kết hợp với bộ đồ mờ ảo, thực sự tạo ra một không khí khác biệt. Cuối cùng, Janet đã mua hai bộ, một bộ cho chính mình và tặng bộ kia cho Zita. Bởi vì đã từ bỏ cuộc sống cũ, Zita nghĩ rằng mình không còn cơ hội để mặc những bộ đồ như vậy nữa và định từ chối. Nhưng cuối cùng không thể chối từ sự chân thành của Janet và đành chấp nhận. Sau đó, Janet đã đưa Zita về nhà, nhưng khi xuống xe, họ phát hiện ra rằng người đàn ông biến thái kia lại đang đợi ở cửa nhà Zita. Zita sợ hãi không dám tiến lên và khi nhìn thấy biểu cảm của Zita, Janet cũng nhanh chóng hỏi han. Zita kể cho Janet nghe rằng mình bị một kẻ biến thái theo dõi.
Janet cảm thấy một cô gái sống một mình ở nơi hoang vắng như thế này thật sự không an toàn, nên đã đưa cô về nhà mình tạm trú. Và Non, em trai của Janet, lại một lần nữa gặp Zita. Sau vài ngày ở chung, Non bắt đầu có cảm tình đặc biệt với Zita, tỉ mỉ giúp cô chuẩn bị đồ ngủ. Nhưng khi Zita xuất hiện lại với bộ đồ mới mua, cảnh tượng đó khiến Non cảm thấy bối rối, quay đầu đi không dám nhìn. Tuy nhiên, bỏ qua cảnh đẹp như vậy không phải là hành động của một quý ông, nên khi anh ta nhìn lại, anh đã chẳng thể rời mắt. Cho đến khi Zita nhắc nhở anh có phần thất thố, Non mới tỉnh ngộ và nhớ rằng khi nói chuyện với ai, nên nhìn vào mặt họ chứ không phải cơ thể. Nhận ra mình phạm sai lầm, Non vội vã nói vài lời rồi chạy ra ngoài. Zita nhìn theo bóng dáng đáng yêu của anh và không nhịn được cười. Janet cũng đã thay đổi quần áo, chuẩn bị một bất ngờ cho chồng. Nhưng khi Gia Uy nhìn thấy, sự ngạc nhiên của anh ta lớn hơn nhiều so với sự kinh ngạc, thậm chí còn hỏi Janet có phải cô ấy bị ốm không. Janet, với vẻ mặt ngượng ngùng, vội vã mặc áo khoác lên người. Sau đó, dưới sự hỏi thăm của Gia Uy, cô đã nói ra rằng đó là ý tưởng từ Zita. Gia Uy không phải là người hoàn toàn không hiểu chuyện tình cảm, nên sau đó đã điều chỉnh tâm trạng và bắt đầu chiến đấu. Zita, người phụ nữ có âm mưu đang dùng bữa cùng với bạn thơ ấu của mình, Janet. Trong cuộc trò chuyện, cô biết được rằng Janet và chồng đã kết hôn nhiều năm và luôn muốn có con, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể thành hiện thực, khiến cô rất đau lòng. Zita vẫn tỏ vẻ an ủi Janet, nhưng thực tế trong lòng đã lên kế hoạch chiếm lấy vị trí của cô. Sáng hôm sau, Zita đã chờ đợi Gia Uy, chồng của Janet, trên con đường anh ta phải đi qua để đến công ty. Đúng như dự đoán, không bao lâu sau Gia Uy đã lái xe qua và nhìn thấy Zita. Khi biết cô đang chờ xe để đến công ty, vì không muốn Gia Uy biết mình đang gặp khó khăn, cô đã nói dối rằng chiếc xe của mình đang đi sửa. Gia Uy thấy vậy, chỉ còn cách đề nghị đưa cô đến công ty. Đó chính là điều Zita đang mong đợi. Sau khi tỏ ra khách sáo, cô đã lên xe với nụ cười mãn nguyện trên môi. Công ty của Gia Uy đang tìm kiếm người đại diện cho dự án căn hộ mới và qua nhiều vòng tuyển chọn cuối cùng đã chọn ra 3 người để thử vai, trong đó có Zita. Zita là người cuối cùng xuất hiện, ngay lập tức cô đã làm mọi người chú ý bằng cách cởi bỏ áo ngoài. Điều này khiến Gia Uy và người quản lý đặt câu hỏi. Nhưng Zita giải thích rằng căn hộ mua về là để ở, nên việc tạo ra một phong cách tự do, thoải mái sẽ tốt hơn. Hai người đều gật đầu đồng ý, sau đó Zita bắt đầu tỏa sáng với sự quyến rũ của mình trong bối cảnh rất đơn giản. Trong mỗi động tác, Zita đã toàn bộ thể hiện khí chất rạng rỡ và tươi sáng của mình, khiến cả hai người liên tục khen ngợi. Cuối cùng, Zita cũng đã thành công trở thành người đại diện cho dự án căn hộ. Điều này khiến hai cô gái khác bị loại có thành kiến lớn với cô. Khi ra về, họ nói những lời không hay, cho rằng Zita chắc chắn đã dùng quy tắc ngầm với nhiếp ảnh gia để có được cơ hội này. Zita, với tâm trạng tốt hôm nay, không muốn tranh cãi với họ, bởi nếu như bình thường, cô chắc chắn sẽ dạy dỗ họ một bài học. Nhưng khi Zita chuẩn bị rời đi, một cô gái đã cố tình ngáng chân cô khiến Zita ngã xuống đất. Họ cười lớn, nghĩ rằng Zita sẽ bỏ lỡ buổi quay quảng cáo vì chấn thương. Nhưng không ngờ, hành động này lại giúp Zita có cớ để Gia Uy đưa cô về nhà. Trên đường về, cô giả vờ ngủ và dựa đầu vào vai Gia Uy. Dù Gia Uy rất yêu vợ mình là Janet, nhưng đối mặt với Zita, một cô gái trẻ đẹp, anh cũng không tránh khỏi mất tập trung một chút. Anh vô thức nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau. Sau đó, anh nhanh chóng tỉnh táo lại và đánh thức Zita, sau đó đỡ cô vào căn hộ. Khi chỉ có một mình với Gia Uy trong căn hộ, nếu Zita không làm gì thì không khỏi lãng phí không khí hiện tại. Cô vô tình trượt chân và ngã vào lòng Gia Uy, cả hai nhìn nhau và Zita cảm nhận được rằng Gia Uy không hoàn toàn không có chút cảm xúc nào. Cô hỏi anh liệu có hứng thú gì với mình không? Trước khi Gia Uy kịp trả lời, Zita đã từ từ đưa môi lại gần. Nhưng Gia Uy đột ngột né tránh và vẫn giữ vững nguyên tắc cuối cùng, rồi đứng dậy và rời đi. Dù đã dâng đến miệng nhưng đối phương vẫn từ chối khiến Zita cảm thấy hơi bị tổn thương. Chuông điện thoại vang lên, phá vỡ suy tư của Zita. Khi cô lấy điện thoại ra xem, ngạc nhiên khi thấy đó là điện thoại của Gia Uy và người gọi chính là Janet. Sau một lát suy nghĩ, Zita đã quyết định cúp máy, khiến Janet cũng rất ngạc nhiên. Bởi trong suốt những năm qua, dù đang làm gì, Gia Uy chưa bao giờ từ chối cuộc gọi của cô. Bạn bè bên cạnh Janet bắt đầu xúi dục và đặt ra nghi vấn rằng Gia Uy có thể đang ở cùng người phụ nữ khác, nhưng Janet vẫn chọn tin tưởng chồng mình. Mặt khác, Zita nhanh chóng nghe thấy tiếng gõ cửa, nghĩ rằng Gia Uy đã trở về và hào hứng đi mở cửa. Nhưng khi cửa mở ra, cô chết lặng khi thấy chủ nợ một lần nữa tìm đến. Họ trực tiếp túm lấy tóc Zita và bắt đầu chửi bới. Zita vội vàng giải thích không phải cô cố ý trốn tránh họ mà thực sự gặp khó khăn, nhưng chủ nợ không kiên nhẫn được như vậy, tức giận tung một chưởng khiến Zita ngã xuống sofa, bất động. Ông ta tiếp tục tiến lên và kéo Zita dậy. Đúng lúc này, Zita đột nhiên phản công mạnh mẽ, nhưng còn chưa kịp đóng cửa thì tay nắm cửa đã bị giữ lại. Bên này Gia Uy vì nhớ ra đã để quên điện thoại nên đã quay trở lại. Zita quay đầu thấy Gia Uy, cô nhanh chóng suy nghĩ và sau đó buông tay khỏi tay nắm cửa. Zita bị đánh đập không thương tiếc cuối cùng cũng giành được sự cứu giúp của anh hùng Gia Uy. Khi biết Zita nợ một số tiền lớn, Gia Uy đã giúp cô trả nợ. Chủ nợ, sau khi nhận được sách, cũng không quên khen ngợi Gia Uy là một người đàn ông ga lăng và đáng thương. Hành động này của Zita thực sự là một mũi tên trúng hai đích, không chỉ giúp cô trả được nợ mà còn một lần nữa rút ngắn khoảng cách với Gia Uy. Sau sự việc, cô không ngừng bày tỏ lòng biết ơn đối với Gia Uy và nói rằng sẽ trả lại số tiền ấy càng sớm càng tốt. Nhưng Gia Uy lại nói rằng điều anh có nhiều nhất là tiền và số tiền đó không đáng kể. Sau đó, Gia Uy rất chu đáo đã đưa Zita đến bệnh viện. Thực ra,
Những vết thương nhỏ như thế này đối với Zita chỉ là chuyện bình thường, nhưng để có thể ở bên Giao Uy thêm chút thời gian, dù chỉ là một lúc ngắn ngủi tại bệnh viện, cô cũng tranh thủ kể về quá khứ của mình cho Giao Uy nghe. Zita cũng là một đứa trẻ có số phận khó khăn. Khi còn nhỏ, mẹ cô đã mất và cha cô bị tai nạn xe qua đời ngay trước mắt mình. Cô lớn lên trong trại mồ côi, một gia đình giàu có đã từng muốn nhận nuôi cô nhưng lại bỏ rơi cô vào phút chót. Trong khi đó, Janet thấy chồng mình về muộn và liên tục gọi điện không được cũng rất lo lắng. Giao Uy và Zita lại cùng nhau ăn đêm, trở về nhà thì đã rất muộn. Về đến nhà, Zita nhớ lại những kỷ niệm mình trải qua với Giao Uy và không khỏi mỉm cười. Nhưng ngay sau đó, cô lại nhớ đến khoảng thời gian bên Non. Thực tế, Zita biết rằng cô thích Non hơn, chỉ khi ở bên anh cô mới cảm thấy thư giãn nhất và Non chính là em trai của Janet. Nhưng giờ đây, một âm thanh vang lên nhắc nhở cô về niềm hạnh phúc mà Janet đã cướp đi từ thời thơ ấu của mình, khiến cô một lần nữa quay trở lại với thế giới hận thù của mình. Mặc dù con đường này sẽ không tốt đẹp, nhưng cô không muốn từ bỏ. Khi Giao Uy trở về nhà đã rất muộn, đối mặt với sự lo lắng của vợ, anh đã kể cho cô nghe về chuyện của Zita. Lúc này, Janet nhớ lại những lời bạn bè nói với cô trong ngày, bảo cô chú ý đến những phụ nữ xung quanh chồng, không biết ai đó có thể đang nhắm đến vị trí của cô. Dựa vào trực giác mạnh mẽ thứ 6 của phụ nữ, cô cũng bắt đầu nghi ngờ, nhưng Giao Uy đã cố gắng giải thích rằng mình chỉ là giúp đỡ mà thôi và Janet cũng không hỏi thêm. Lúc này, Janet bỗng cảm thấy buồn nôn và chạy vào phòng tắm để nôn mửa. Ban đầu Giao Uy còn lo lắng, nhưng khi thấy biểu hiện của vợ, anh bất ngờ mỉm cười. Ngày hôm sau, họ sớm đến bệnh viện và đúng như dự đoán, Janet đã mang thai. Họ đã mong muốn có con trong nhiều năm mà không thành, nay cuối cùng Janet đã có thai khiến cả hai rất vui mừng. Dựa trên kinh nghiệm trước đây, Janet nhắc nhở Giao Uy không nên nói chuyện này với người nhà ngay, chờ cho đến khi thai kỳ ổn định mới báo tin để tránh làm cho người già mừng hụt. Sau đó, cô đã tìm đến Zita để quan tâm đến những gì đã xảy ra với cô hôm qua và cũng thông báo tin mình mang thai. Khi nghe tin này, Zita cảm thấy như sét đánh ngang tai. Chỉ vài ngày trước, khi Janet nói với cô rằng cô ấy không thể sinh con cho Giao Uy, Zita mới cảm thấy mình có lợi thế. Chưa kịp vui mừng với những tiến triển của mình, Janet lại mang thai. Janet càng cười hạnh phúc, trong lòng Zita càng đau khổ, bàn tay dưới bàn đã siết chặt thành nắm đấm. Zita bất ngờ nhận được cuộc gọi từ mẹ của Janet vào buổi tối, nói rằng họ không tìm thấy Non và đang rất lo lắng. Zita biết một số nơi Non thường đến và nhanh chóng tìm thấy anh. Qua cuộc trò chuyện, cô biết được rằng gia đình Non đang gặp rắc rối lớn. Hóa ra, bố của Non và Janet đã bảo lãnh vay mượn cho người khác nhưng giờ người đó đã bỏ trốn và chủ nợ đang đòi bố Non trả nợ một số tiền rất lớn. Non cũng nhấn mạnh rằng không được nói chuyện này với Janet để tránh ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng cô. Nhưng lời nói này lại khiến Zita nhớ đến một điều. Hôm sau, Zita đi cùng Janet đến bệnh viện kiểm tra và tình cờ nghe được bác sĩ nói rằng Janet cần giữ gìn sức khỏe và tránh bị kích động vì tình trạng thai nhi không ổn định. Sau đó, Zita vô tình lỡ miệng nói về tình hình của gia đình mình cho Janet biết. Thấy vẻ mặt lo lắng của Janet, Zita quay đầu với nụ cười xảo quyệt. Bạn thân của cô khó khăn lắm mới mang thai, nhưng cô ta lại cố tình tiết lộ biến cố gia đình cho Janet biết và còn giả vờ quan tâm. Khi biết chuyện gia đình, Janet vội vã quay về nhà. Khi Janet gặp được em trai, cô nổi giận vì biết gia đình mình nợ nần hàng chục triệu mà không nói với cô, gây ra sự căng thẳng và lo lắng lớn cho Janet trong giai đoạn quan trọng này. Janet ngay lập tức đề xuất sử dụng tiền của mình để giúp gia đình trả nợ. Tuy nhiên, Non, em trai của cô, hiểu rằng dù chị mình đã lấy vào một gia đình giàu có, nhưng có nhiều việc không phải do cô quyết định, hơn nữa cô còn có một người mẹ chồng khó chịu. Anh khẳng định mình sẽ tự giải quyết mọi chuyện. Khi nghe thấy tiếng, mẹ của họ cũng vội vàng chạy ra khuyên Janet hãy thư giãn, miễn là cả gia đình đoàn kết sẽ vượt qua khó khăn. Zita, người đã hy vọng chứng kiến một cảnh đau khổ, lại thấy sự gắn kết và yêu thương của gia đình này. Cô cảm thấy mình quá thừa thãi và chỉ có thể rời đi trong nước mắt. Sau khi được mẹ và em trai an ủi, Janet cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng sau cơn kích động vừa qua và với sức khỏe không tốt, điều cô lo sợ nhất vẫn xảy ra. Cô cảm thấy đau bụng dữ dội và để không làm mẹ lo lắng, cô một mình về nhà. Đúng lúc đó, mẹ chồng cô đang mời hội chị em đến nhà chơi và nhiệt tình yêu cầu Janet chào hỏi họ. Janet giữ nụ cười trên môi trong khi chịu đựng cơn đau dữ dội ở bụng dưới, sau đó nhanh chóng trở về phòng dưới lý do cần nghỉ ngơi. Nhìn thấy máu tươi trong bồn cầu, Janet vô cùng đau lòng và đã chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất. Cô không dám thông báo cho chồng và một mình đến bệnh viện. Đúng như lo lắng nhất, thai nhi cuối cùng không thể giữ lại. Khi Giao Uy nhận ra, Janet đã khóc thành dòng lệ. Giao Uy vốn dĩ thương xót Janet hơn là buồn vì đứa trẻ, anh không hề trách móc cô chút nào, ánh mắt đầy yêu thương. Kéo theo cơ thể mệt mỏi trở về nhà, lại không may gặp phải bố mẹ đang kéo Janet ra nói đã chuẩn bị món ngon cho cô, còn nói chắc chắn đứa cháu trai của họ sẽ thích ăn. Mỗi câu nói đều như rắc muối lên vết thương của Janet, cả bữa ăn cô đều trải qua trong lo lắng. Zita nghĩ rằng kế hoạch của mình chưa thành, đã cùng bạn thân đến quán bar để thư giãn. Nhưng khi quay đầu, cô lại thấy Giao Uy một mình uống rượu. Cô không muốn bỏ lỡ cơ hội để ở một mình với Giao Uy, vội vàng tạm biệt bạn mình rồi tiến về phía Giao Uy, bày tỏ sự quan tâm. Giao Uy trước đây luôn có thành kiến với quá khứ của Zita là một người phụ nữ bán thân, nhưng qua sự bảo vệ nhiệt tình của vợ, anh đã có chút thay đổi. Đối diện với sự quan tâm của Zita, Giao Uy cũng kể về việc Janet đã sảy thai. Nghe tin này, Zita đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng chuyển sang vui mừng. Nhìn thấy Giao Uy đau khổ rơi nước mắt, trong lòng cô đã vui sướng. Để không để bố mẹ phát hiện,
Gia Uy quyết định đưa Janet ra ngoài sống, tất nhiên cũng gặp sự cản trở từ mẹ anh. Nhưng vì Janet, Gia Uy sẵn lòng nói dối mẹ mình và cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý từ họ. Gia Uy biết rằng nếu để mẹ mình biết cháu trai đã mất, bà ấy chắc chắn sẽ không chịu nổi và thậm chí còn gây khó dễ cho Janet. Họ nhanh chóng tìm được nơi ở mới và cảm thấy thoải mái hơn. Gia Uy rất thương Janet và nói rằng anh sẽ tìm người giúp việc nhà để cô có thể nghỉ ngơi thoải mái. Nhưng Janet nói rằng cô đã chọn được người rồi. Không đợi Gia Uy hỏi, Janet liền gọi điện thoại và không lâu sau, Zita đã tự tin bước vào. Cô vô tư không nghĩ mình đã dắt sói vào nhà. Janet không biết rằng Zita vì muốn giành lấy người chồng giàu có của mình, sẵn lòng từ bỏ công việc để chuyển đến và thâm nhập vào cuộc sống của họ. Gia Uy rất ngạc nhiên khi thấy Zita, nhưng vì Janet vừa mới sảy thai, anh không nói gì trước mặt khiến cô kích động. Sau đó, Janet sắp xếp phòng cho Zita và đưa cho cô một bộ chìa khóa của nhà. Zita, người từ nhỏ đã quen với cuộc sống khó khăn, chưa từng sống trong ngôi nhà xa hoa như vậy, không nhịn được muốn đi ra ngoài sân để cảm nhận không khí của biệt thự. Nhưng cô chưa đi được vài bước thì đã bị Gia Uy kéo lại. Gia Uy tỏ ra nghi ngờ về mục đích Zita đến nhà mình và quyết liệt yêu cầu cô sớm rời đi. Zita bị Gia Uy kéo đến mức đau, vội vàng giải thích rằng chính Janet đã yêu cầu cô đến và cô cũng rất lo lắng cho sức khỏe của Janet nên đã từ chức để đến chăm sóc. Nhưng Gia Uy vẫn không yên tâm về Zita, vì anh biết quá khứ của cô và thậm chí một lần sau khi say rượu, anh suýt trở thành khách hàng của cô. Khi còn làm việc tại công ty, đã có khách hàng cũ tìm đến gây rối. Gia Uy không muốn những khách hàng cũ của cô tìm đến gây tổn thương cho Janet. Lời nói này cũng làm tổn thương sâu sắc đến Zita. Mặc dù không thể phản bác về quá khứ đầy nỗi đau của mình, nhưng Zita cũng rất mong muốn mình không có những trải nghiệm ấy. Tuy nhiên, cô không thể bỏ đi lúc này, bởi vậy sẽ phá hủy tất cả những gì đã đạt được. Cô chỉ có thể mạnh mẽ tự khích lệ mình, khẳng định sẽ không gây rắc rối cho họ, sau đó mạnh mẽ đẩy Gia Uy ra. Khi Gia Uy sắp tiếp tục hành động thì bị Janet gọi lại. Zita lúc này ẩn sau xe, không dám xuất hiện, cảm thấy rất bất an. Khi trở về nhà để dọn dẹp, cô không nhịn được mà khóc nức nở, người đáng ghét cũng có lúc đáng thương. Lời nói của Gia Uy vẫn vang vọng bên tai, nhưng chính điều này càng kích thích Zita, khiến cô càng quyết tâm phải có được Gia Uy. Sáng hôm sau, cô sắp xếp đồ đạc và đến biệt thự. Khi bước vào, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm của phòng ngủ chính, cô không khỏi mơ mộng. Cô lẻn vào phòng ngủ của đôi vợ chồng trẻ, nhìn thấy đầy đủ mỹ phẩm trên bàn, tất cả đều là những thương hiệu cô không thể mua. Cô tiến lên, cầm lấy một chai nước hoa, nghĩ đến mùi hương mà Gia Uy mỗi tối đều ngửi thấy, liền xịt lên mình, cảm thấy thoải mái tự tại. Lúc này, Gia Uy, sau khi tắm rửa sạch sẽ, gọi tên Janet và bước ra. Zita gấp gáp không còn chỗ để trốn, chỉ có thể đối diện. Gia Uy vốn đã không thích Zita, khi thấy cô trong phòng mình liền tức giận chất vấn. Zita chỉ có thể bao biện rằng cô đến tìm Janet. Khi Gia Uy cảm nhận được điều gì đó không ổn và bắt đầu tiến lại gần Zita, trái tim cô không khỏi đập nhanh hơn. Nhưng trước khi Zita kịp phản ứng, Gia Uy đã trực tiếp nói rằng việc dùng trộm nước hoa của Janet là hành vi trộm cắp. Lần này anh ta tạm thời bỏ qua cho cô nhưng nếu có lần sau, cô có thể trực tiếp ra đi. Zita lúc này nhận ra mình chỉ là một tên hề, nước mắt cô một lần nữa trào ra. Ngày hôm sau, khi một người bạn của Janet đến nhà chơi và thấy Zita, họ cũng rất ngạc nhiên. Qua trò chuyện, họ biết Zita được Janet mời đến ở nhà. Sau đó, họ không hiểu tại sao Janet lại đưa loại phụ nữ này vào nhà mình. Trong cuộc trò chuyện, họ không lấy gì làm thân thiện với Zita. Trong khi đó, Zita trước mặt Janet tỏ ra rất đáng thương, nhưng đối với người khác lại không phải như vậy. Họ tranh cãi không ngừng và Janet thậm chí còn mở một video từ điện thoại của mình, là đoạn video cô ta kiếm chuyện với Zita trước. Zita nói rằng nếu người kia tiếp tục nói xấu cô sẽ gửi video cho Janet, khiến mối quan hệ của họ xấu đi. Nhưng người bạn chuyên bắt gian của Janet không dễ dàng bị một cô gái non nớt như Zita dọa nạt và khẳng định rằng việc Zita quay video chính là bằng chứng của việc cô ta đang cảm thấy tội lỗi. Zita thực sự cảm thấy có lỗi, không thể phản bác và nhận ra rằng mình còn non và xanh trong cuộc chơi này. Khi Janet nghe thấy tiếng động, cô bước ra ngoài. Người bạn cũng không né tránh và tiếp tục nhấn mạnh với Janet rằng Zita chắc chắn đến vì Gia Uy và cô nên cẩn thận. Nhưng với tấm lòng nhân hậu, Janet vẫn tin tưởng Zita vô điều kiện. Sự ngây thơ của cô khiến người bạn không khỏi tức giận. Khi thấy Zita định vào nhà, người bạn tiến lên và bắt đầu xô xát với Zita. Janet ngây thơ, lập tức tin là bạn mình đã quá đáng với Zita và yêu cầu cô ấy rời đi. Bạn của cô tức giận rời đi với ánh mắt thất vọng. Zita sau đó cũng lộ ra nụ cười gian xảo. Tuy nhiên vào buổi tối, khi cặp đôi chuẩn bị tạo nên mầm sống, Zita ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng thở dốc nhẹ nhàng từ phía bên kia tường, khiến cô khó chịu đến không thể chịu nổi. Trong mắt cô, Gia Uy đã trở thành người đàn ông của mình, mặc dù Gia Uy hoàn toàn không quan tâm đến cô. Để phá vỡ không khí giữa họ, Zita cố tình đến cửa và làm vỡ ly, sau đó cô cố tình làm mình bị thương bằng mảnh kính. Khi nghe thấy tiếng động, cặp đôi lập tức ra ngoài để kiểm tra và thấy Zita bị thương, Janet cũng rất lo lắng và lập tức đưa cô đi sơ cứu. Gia Uy, khi nhìn thấy mảnh vỡ trên sàn và vị trí của chiếc ly ban đầu, cũng hiểu rõ ý đồ của Zita. Hôm sau, Zita vẫn chìm đắm trong âm thanh khó tả từ đêm qua, cô điên cuồng đạp xe đạp để xả cảm xúc. Không lâu sau, Gia Uy tiến đến và trực tiếp hỏi cô liệu có phải cố ý làm vỡ ly không. Zita bị câu hỏi này làm cho sững sờ và vội vã giải thích, nhưng dù Zita giải thích thế nào cũng không thể khiến Gia Uy thay đổi suy nghĩ. Gia Uy sau đó nói rằng không quan tâm mục đích của cô là gì, cô phải ngay lập tức dừng lại mọi hành động.
Nếu ông phát hiện ra lần nữa, sẽ không cho phép Zita xuất hiện trong thế giới của mình và Janet nữa. Giữ cái vẻ đẹp gợi cảm của cô lại, không cần phô diễn trước mặt tôi không hứng thú với cô. Zita, người từng nghĩ rằng nhan sắc trẻ trung của mình có thể thu hút sự chú ý của người giàu có, nhưng lại bị anh ta đối xử một cách lạnh lùng như vậy, Zita một lần nữa chìm trong đau khổ. Zhao Yi sau đó mời vợ của một đồng nghiệp, cũng là bạn của Janet, đến để xác định mục đích của Zita. Họ cảm thấy sự xuất hiện của Zita chắc chắn có mục đích khác và muốn bạn của họ giúp xác minh và cảnh báo Zita. Người bạn này nhanh chóng đồng ý và sớm đến nhà Janet. Trước mặt Zita, người bạn tỏ ra thân thiện nhưng sau đó cô ta lại thì thầm cảnh cáo Zita rằng nếu cô ta có bất kỳ ý đồ xấu nào, sẽ khiến cô ta phải hối hận. Zita cảm thấy mối đe dọa đủ lớn, tay cô bị người phụ nữ kia siết chặt, cảm giác đau đớn truyền đến. Khi rời đi, người bạn còn làm động tác chít chóc về phía Zita qua cửa sổ. Chưa hết, Zhao Yi để loại bỏ mọi mối đe dọa từ Zita, đã mời một người bạn đẹp trai và giàu có đến. Anh muốn dùng người đàn ông khác để phân tâm cô ấy, hai người rất nhanh đã có không gian riêng. Từng ánh mắt lời nói, cả hai rất nhanh đã rơi vào lưới tình. Anh chàng không cảnh giác, tưởng rằng mình đã vớ được món hời. Khi đó, hai người trong phòng vẫn đang say sưa với nhau. Zita thấy thời cơ đã chín muồi liền đẩy mạnh người đàn ông ra và bắt đầu hét lên. Tiếng la hét của Zita nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người bên ngoài, họ vội vã chạy vào phòng. Người đàn ông hoàn toàn bối rối, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh ta bị dọa đến nỗi lập tức bỏ chạy khỏi phòng. Zita còn cố tình mở rộng áo của mình, làm rối tóc để tạo ra bộ dạng như thể cô ấy bị quấy rối. Non, người có cảm tình với Zita có mặt đúng lúc sự việc xảy ra. Anh tức giận lao tới dạy cho anh ta một bài học. Người đàn ông nghĩ mình gặp may nhưng hóa ra lại rơi vào tình huống xui xẻo, vội vàng giải thích với Zhao Yi. Zhao Yi sau khi nghe lời giải thích, hiểu rằng đây chỉ là một màn kịch do Zita dựng lên. Anh nhận ra cô ấy không dễ đối phó và quyết định lấy lại thế chủ động bằng cách kiểm tra camera giám sát. Zita hoảng sợ khi biết camera có thể đã ghi lại mọi thứ. Cô ấy đã cố tình dụ dỗ người đàn ông để tạo ra màn kịch này. Tuy nhiên, khi mọi người cùng xem lại hình ảnh từ camera, họ không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự kiện. Hóa ra, Zita đã phát hiện ra camera giám sát trong phòng từ trước và đã chuẩn bị trước một số thủ thuật. Zhao Yi nhìn lên chiếc camera đã hạ thấp đầu xuống và lập tức nói rằng chắc chắn có người cố ý làm trò. Nhưng Janet cảm thấy việc làm này đã rất đáng xấu hổ với Zita rồi, bảo Zhao Yi đừng quá khắt khe. Zhao Yi không chịu bỏ cuộc, nói rằng dù hình ảnh không thấy nhưng âm thanh vẫn có thể nghe được. Khi Zhao Yi tăng âm lượng, từ phòng chỉ truyền ra tiếng của người đàn ông, lời nói nhẹ nhàng và đầy khiêu khích. Zita biết camera có thu âm nên lúc đó chỉ làm hành động khiêu khích mà không nói to. Bây giờ tất cả bằng chứng đều chỉ ra rằng người đàn ông không kiềm chế được và đã động tay động chân với Zita. Janet mất hết kiên nhẫn, thất vọng với cách hành xử của Zhao Yi và dẫn Zita ra khỏi đó. Ban đêm, khi Zhao Yi muốn giải thích với Janet, cô ấy đã hoàn toàn không tin lời anh nói và yêu cầu anh tốt nhất không nên tiếp xúc với người bạn đó nữa. Cuộc tranh cãi giữa hai người bên trong bị Zita đang đứng ngoài cửa sổ chứng kiến hết thảy. Mục đích của Zita đã đạt được, khi mối quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng, cô ấy mới có cơ hội. Sau đó, khi nghe Janet nói đêm nay sẽ ngủ cùng Zita, người phụ nữ này thật xảo quyệt, biết không thể tấn công từ phía Zhao Yi, Zita lại tìm đến một trợ thủ mạnh mẽ. Cô cố ý tiết lộ chuyện Janet sẻ thai cho mẹ Zhao Yi, người đang vô cùng mong chờ cháu nội. Ngày hôm sau, mẹ của Zhao Yi đến nhà, Zita chào hỏi rồi trốn một bên để nghe lén cuộc trò chuyện. Qua đó, cô ấy biết được mẹ Zhao Yi vừa biết chuyện Janet sẻ thai liền rất tức giận. Dù Janet giải thích thế nào cũng không thể khiến mẹ chồng tha thứ, thậm chí còn đặt ra hạn chót cho Janet, nếu trong vòng 3 tháng không thể mang thai lại thì phải ly hôn với Zhao Yi. Đối với Zita mà nói, đây chính là tin tốt. Nguyên nhân Janet sẻ thai cũng một phần vì Zita cố tình khiến cô ấy bị kích động khi thai nhi chưa ổn định. Bây giờ có thêm sự ủng hộ của mẹ chồng, Zita thấy cơ hội chiếm lấy Zhao Yi ngày càng gần. Zita mặt ngoài an ủi tinh thần Janet, nhưng trong lòng lại mong chờ thời hạn 3 tháng sớm đến, nhưng cô ấy không ngờ rằng. Janet bất ngờ nói ra lời đề nghị cực sống, Zita, bạn có thể giúp tôi sinh một đứa bé không? Nghe xong, Zita lập tức hoang mang, nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của Janet và xác nhận lại ý nghĩa của câu nói đó. Janet lập tức giải thích rằng bản thân cô khó có khả năng mang thai và muốn nhờ Zita giúp Zhao Yi sinh con. Zita ngạc nhiên, không ngờ rằng hạnh phúc lại đến một cách bất ngờ như vậy, phấn khích đến mức quên mất phải kiểm soát biểu cảm của mình, trong đầu đã bắt đầu nghĩ đến việc đặt tên cho đứa trẻ. Nhưng ngay sau đó, Janet lại nói nếu Zita không muốn, cô ấy cũng có thể hiểu được. Zita lúc này mới sực nhớ ra, đây chỉ là việc sử dụng cơ thể mình, không phải là để cô ấy và Zhao Yi có bất kỳ quan hệ gì. Thấy Zita do dự, Janet cảm thấy mình đã quá ích kỷ, và nói rằng cứ coi như cô ấy chưa từng đưa ra yêu cầu đó, bởi vì cô ấy đang tuyệt vọng vì chuyện con cái mà mất đi ý chí. Zita sợ mất đi cơ hội, nhanh chóng nắm lấy tay Janet, nói không phải cô ấy không muốn, chỉ là chưa nghĩ kỹ, mong được một tuần để suy nghĩ. Janet rất xúc động khi nghe Zita nói vậy và liên tục cảm ơn, nhưng Zita nói dù cô ấy đồng ý thì vấn đề quan trọng là Zhao Yi có chấp nhận hay không. Janet thấy việc thuyết phục Zhao Yi là điều khó khăn, nhưng không ngờ Zhao Yi cũng đã nghĩ đến chuyện nhờ người đẻ thuê và cùng một người bạn trở về nhà. Thật trùng hợp, chồng cũng đã nghĩ đến việc nhờ người khác sinh hộ. Janet rất hứng thú với tin tức này và lập tức đứng dậy bắt tay với chồng, nói rằng không được thay đổi quyết định và cảm ơn người bạn đã giúp cô thuyết phục chồng. Nhưng người bạn lại nói rằng anh ấy đến là để trở thành người đẻ thuê, điều này khiến Janet sững sờ và cô quay lại nhìn chồng để xác nhận. Sau đó,
Janet bày tỏ, cô không muốn đứa trẻ sinh ra giống người đàn ông kia đến mức đen tối, khiến người phụ nữ kia lập tức lăn mắt. Tuy nhiên, Giao Uy lại nói rằng đứa trẻ sẽ mang gen của họ là vợ chồng, gen của người mẹ đẻ thuê sẽ không được di truyền. Nhưng chồng của người bạn này cũng đứng dậy phát biểu, anh ta cho đến giờ mới biết mục đích thực sự khi vợ mình được mời đến đây. Sau đó, anh ta nói rằng vợ mình không có tử cung. Janet cũng nhớ lại rằng bạn mình từng phẫu thuật cắt bỏ tử cung vì khối u, nhưng người bạn có vẻ không quan tâm, nói rằng chỉ cần mượn bụng, không sao cả. Sự ngây thơ thiếu hiểu biết này khiến mọi người trong phòng một lúc lặng người. Janet ban đầu không muốn nhờ bạn giúp và lập tức tận dụng cơ hội này để bày tỏ ý định của mình, nói rằng Zita là người phù hợp nhất. Như dự đoán, Giao Y phản đối và đã đặc biệt gửi bạn mình đi để có một cuộc nói chuyện riêng với Janet. Hai người tranh cãi không ngừng, nhưng họ không ngờ là Zita đã bắt đầu lên kế hoạch. Cô ta đã đến nhà lớn của bố mẹ Giao Y một mình. Sau một hồi chào hỏi, cô ta trực tiếp nói rằng mình đồng ý giúp họ sinh cháu trai. Nghe xong, mẹ của Giao Y tức thì phấn khích đến mức suýt khóc và cả hai vợ chồng đều đồng ý một cách nhiệt liệt. Sau đó, họ trở nên vô cùng thân thiện với Zita, giống như trong bụng cô đã có con cháu của họ. Về phía Janet, nhờ khả năng nói lưu loát hơn chồng nhiều, cô đã thành công thuyết phục Giao Y đồng ý chỉ cần ba người kiểm tra sức khỏe đều đạt chuẩn có thể xem xét. Nhưng nhìn vào ánh mắt của Zita, bạn có nghĩ cô ấy sẽ hài lòng với việc chỉ giúp Janet sinh con không? Một ngày nọ, khi Janet hẹn bạn bè ra ngoài, chỉ còn Zita và Giao Y ở nhà. Lúc này, với sự ủng hộ của cha mẹ Giao Y, Zita cảm thấy mình có thêm tự tin và những lời nói của cô khiến Giao Y không khỏi đỏ mặt. Đặc biệt là khi cô hỏi ý kiến của Giao Y về việc em trai của anh sẽ được đặt vào cơ thể cô. Giao Y vội giải thích rằng quá trình thụ tinh trong ống nghiệm là một phương pháp khoa học. Zita hiểu điều này, nhưng cô chỉ đơn thuần muốn chọc ghẹo Giao Y. Sau đó, khi Giao Y nói rằng anh cần đi thăm cha mẹ, Zita nói rằng cũng đang trên đường đến đó, khiến Giao Y không suy nghĩ nhiều đã đồng ý cho cô đi cùng. Trên đường, Zita càng tự do tỏ bày bản thân, thậm chí còn nghiên cứu về các tư thế, vị trí tốt nhất để thụ thai, khiến Giao Y cảm thấy bức bối và chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Khi hai người đến nhà cha mẹ Giao Y, sự tiếp đón nồng nhiệt của hai vị trưởng bối khiến Giao Y ngạc nhiên. Mẹ của Giao Y giải thích mình thân thiết với Zita là bởi vì họ từng gặp gỡ khi cô làm việc tại công ty trước đây, vì vậy, họ rất coi trọng cô ấy. Nói đến đây, họ còn bày tỏ mong muốn Zita quay trở lại công ty làm việc và có thể nhờ người quản lý sắp xếp cho cô một vị trí tốt. Chưa kịp cho Giao Y nói gì, Zita đã trực tiếp bái lại biểu thị lòng biết ơn. Lúc đó, để tiếp cận Janet và Giao Y, Zita sẵn lòng từ chức và tự nguyện chăm sóc Janet. Bây giờ với sự hỗ trợ của hai vị trưởng bối, cô tất nhiên sẽ làm theo ý họ. Trở về sau đó, cô liền nhanh chóng thông báo cho Janet về việc này và giả vờ muốn xin ý kiến của cô ấy. Nhưng Janet mới biết Zita thực sự đã đi gặp cha mẹ chồng mình, thậm chí còn đi cùng chồng cô ấy. Dù là phụ nữ hào phóng đến đâu, khi biết chuyện này cũng khó tránh khỏi suy nghĩ. Giao Y cố gắng giải thích với vợ nhưng anh càng nói anh càng sai. Janet có lẽ đang hối hận vì đã dẫn sói vào nhà. Và tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch của Zita. Tối đó, khi trở về phòng, hai người tiếp tục cãi vã về vấn đề này. Do sự việc liên quan đến việc Janet sảy thai, Giao Y không muốn mẹ mình chĩa mũi dùi vào Janet nên đã yêu cầu cô tạm thời không về nhà. Nhưng giờ đây lại đưa người phụ nữ khác về nhà. Cuộc tranh luận giữa hai người từ lý lẽ dần chuyển sang trách móc, cuối cùng cũng không thể xác định ai đúng ai sai, chỉ còn biết tắt đèn đi ngủ. Ngày hôm sau, Janet vẫn hơi giữ thái độ tránh mặt Giao Y. Một tỷ phú như Giao Y lại có tính tình tốt hiếm thấy. Đôi vợ chồng nào cũng vậy, đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa, rất nhanh hai người cũng hòa giải. Janet nói cô muốn đi bơi, nhưng bộ đồ bơi vẫn ở nhà cha mẹ, chưa mang qua, nên nhờ Giao Y đi lấy giúp. Zita ở một góc lén nghe được cuộc trò chuyện. Zita đến trước ngôi nhà lớn và thay bộ đồ bơi của Janet, nhảy vào bể bơi chờ con mồi đến. Khi nhìn thấy Giao Y qua kính, cô vội vàng lặn xuống nước và cố ý tạo ra tiếng động lớn để thu hút sự chú ý của anh. Khi Giao Y đi qua, anh ta vô thức tưởng rằng chỉ có Janet mới bơi trong nhà. Anh ta hứng thú tiến lên để tạo bất ngờ, nhìn thấy trước mắt lại là Zita, cũng vội vàng hỏi cô tại sao lại ở nhà mình. Zita, vì được bạn thân giao nhiệm vụ mang thai hộ, đã nhận được sự yêu ái từ cha mẹ giàu có, vì vậy cô nói là mẹ anh mời cô đến. Khi được hỏi tại sao Zita lại mặc bộ đồ bơi của Janet, Zita nói rằng bình thường cô bơi không mặc đồ. Nói xong, cô định kéo dây áo xuống. Zita có phần khiêu khích nói nếu Giao Y không muốn cô mặc thì cô sẽ cởi ra. Hành động này khiến Giao Y rất rõ ràng và anh chỉ có thể thay đổi giọng điệu yêu cầu Zita lên bờ. Nhưng Zita vẫn còn kế hoạch chưa hoàn thành, sau đó quay lưng bơi ra phần nước sâu, Giao Y chỉ có thể đứng trên bờ tiếp tục gọi cô. Lúc này, Zita bỗng nhiên tỏ ra rất khó chịu, anh cũng cảm thấy có điều không ổn, vội vàng nhảy vào nước để cứu cô. Anh nhanh chóng đưa cô lên bờ. Giao Y thấy tình hình khẩn cấp, vội vàng bắt đầu thực hiện hô hấp nhân tạo cho cô. Khi Giao Y đang cố gắng thổi khí, đột nhiên cảm thấy lưỡi của Zita di chuyển, sau đó cô mở mắt, khiến anh vội vàng lùi lại. Zita thấy anh như vậy cũng cười lớn, còn nói không nghĩ Giao Y lại lo lắng cho mình như vậy. Lúc này, mẹ của Giao Y nghe thấy tiếng động cũng đi qua, nhìn thấy hành động của hai người không chỉ không nói gì mà còn trách mắng con trai vì không thay đồ bơi khi xuống nước. Biểu cảm này rõ ràng là muốn Giao Y và Zita ngay lập tức trở thành một đôi. Sau đó còn đưa khăn cho Zita để cô giúp Giao Y lau khô tóc. Phụ nữ mưu mô gặp phải bà mẹ chồng không hiểu chuyện, quả thực là sự phối hợp hoàn hảo. Cùng với Giao Y, người không dám trái ý mẹ,
tức thì có cảm giác ba người họ như một gia đình. Đúng lúc ấy, em trai của Janet, Non vừa tình cờ bước vào và nhìn thấy cảnh này. Đây không phải là chuyện gì tốt đẹp, nhất là khi Non cũng có tình cảm với Zita. Không khí lập tức trở nên căng thẳng, Zita cảm thấy bất an và lùi về một bên, không nói thêm gì nữa. Hóa ra Janet sợ rằng chồng mình quá bận rộn với công việc và không có thời gian để đến lấy quần áo cho cô, nên đã nhờ em trai mình đến lấy giúp. Khi mẹ biết được Non đến lấy áo tắm cho Janet, bà liền nói rằng bộ áo tắm của Janet đã được Zita mặc. Điều này cho thấy bà mẹ chồng có sự thiên vị như thế nào đối với con dâu hờ này. Sự khiêu khích này khiến Non không thể không phản ứng, và anh ấy cũng dần nhận ra bộ mặt thực của Zita. Trở lại phòng, Zita muốn gọi điện thoại cho Non để giải thích. Trong lòng cô thực sự quan tâm đến Non, nhưng mục tiêu cuối cùng của cô là người đàn ông giàu có. Cuối cùng, cô đã thuyết phục bản thân bỏ qua ý định nhấc điện thoại lên. Để đạt được mục tiêu lớn, cô biết mình phải đủ tàn nhẫn. Vì thế, cô đã làm một việc còn quá trớn hơn, đăng tải hình ảnh mình mặc bộ đồ bơi của Janet lên mạng xã hội với mục đích để Janet nhìn thấy. Quả nhiên, Janet thấy vậy mà sắc mặt lập tức biến đổi. Zita là bạn chơi từ nhỏ trong trại mồ côi với cô, đồng thời chính cô đã mời Zita về sống trong nhà mình. Cô thậm chí còn đề nghị cô ấy giúp mình mang thai hộ. Bây giờ, cô không khỏi lo lắng. Trong cuộc trò chuyện với người bạn sau đó, cô cũng đã rơi nước mắt nói ra sự thực. Lý do anh làm như vậy là muốn bù đắp cho lỗi lầm mà mình đã gây ra cho Zita khi còn nhỏ. Một cặp vợ chồng đến trại mồ côi với ý định nhận nuôi Zita. Ngày đó, Janet cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của họ từ cửa. Khi họ đi ra, Janet đã chạy đến và nhờ người phụ nữ búi tóc cho mình, qua đó chiếm được cảm tình của bà. Do đó, họ đã từ bỏ ý định nhận nuôi Zita và chọn Janet. Về phần Zita, chính vì sự việc này mà cô cảm thấy những gì Janet có bây giờ đáng lẽ ra phải thuộc về mình. Vì thế, cô đã cố gắng hết sức để chiếm đoạt mọi thứ thuộc về Janet, kể cả chồng của cô. Và giờ đây, cô gần như đã thành công, cặp vợ chồng đang chuẩn bị cho khoảnh khắc thân mật của họ. Lúc này, tiếng mở cửa vang lên từ cửa chính, Janet lập tức đứng dậy đi đón. Zita bị giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của Janet, tỉnh dậy từ dòng suy nghĩ của mình. Khi Gia Uy hỏi, cô bảo rằng trời mưa và tắc đường nên về muộn. Zita một tuần trước đã nói rằng cần một tuần để suy nghĩ và hôm nay là ngày phải đưa ra câu trả lời. Zita nhanh chóng bày tỏ rằng cô ấy cảm thấy khó khăn với quyết định này. Nghe thấy điều này, Janet lập tức mắt đỏ hoe, vẻ mặt thất vọng. Mặc dù miệng nói rằng có thể hiểu được, nhưng vẻ mặt không khỏi suy sụp. Ngay lúc này, Zita đã nói dù sao cô ấy cũng sẵn lòng giúp đỡ. Nghe được câu trả lời mình mong muốn, Janet lập tức tiến lên nắm tay Zita với lời cảm ơn nồng nhiệt. Cả hai vui vẻ trở lại phòng. Lúc này, Gia Uy hỏi Janet có phát hiện ra gì không, về vẻ mặt của Zita có vẻ không ổn. Janet quá mải mừng mà không chú ý đến biểu hiện của Zita. Chỉ sau đó cô mới nhớ ra, đã khuya thế này Zita đi đâu về. Thực ra, Zita vừa từ bệnh viện trở về, cô ấy đi thăm cô giáo cũ của họ ở trại mồ côi và kể về những chuyện khi còn nhỏ cho cô giáo đang hôn mê nghe. Khi đó, cô giáo thường xuyên thiên vị Janet, thậm chí cả cặp vợ chồng muốn nhận nuôi Zita cũng cuối cùng bị Janet chiếm mất. Vì thế, Zita cảm thấy mọi thứ Janet đang có thực ra đều nên thuộc về mình. Do đó, cô quyết định phải lấy lại những gì thuộc về mình, bao gồm cả chồng của Janet. Đó cũng chính là lý do cô đồng ý mang thai hộ. Càng nghĩ càng tức giận, Zita bị lòng thù hận làm mờ mắt, nhìn cô giáo như thể nhìn thấy Janet. Trong cơn giận dữ, cô đã dùng gối đè lên đầu giáo viên cho đến khi bà ấy hoàn toàn tắt thở. Cuối cùng, cô ta đã lẻn trốn trở về mà không ai phát hiện. Bây giờ, nằm trên giường, đầu cô vẫn đầy hình ảnh vừa xảy ra. Ngày hôm sau, ba người họ đã hẹn nhau đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện. Bạn của Janet muốn mua đồng hồ cho chồng, vì thế đã nhờ Gia Uy chụp ảnh mẫu đồng hồ và gửi cho cô ấy. Đúng lúc này, Zita đi ra ngoài và Gia Uy quay đầu lại vừa lúc để chứng kiến một cảnh tượng bất ngờ khiến anh cảm thấy xấu hổ và vội quay đầu đi chỗ khác. Nhưng tay anh lại vô thức bấm máy, chụp lại khoảnh khắc ấy. Tiếng chụp ảnh cũng thu hút sự chú ý của Zita. Sau khi nhóm tụ họp đầy đủ, họ chuẩn bị lên đường. Lúc này, Zita bày tỏ rằng mình bị say xe và không thể ngồi phía sau. Zita giờ đây như một thành viên được bảo vệ trong gia đình, dĩ nhiên họ không từ chối yêu cầu của cô. Vì vậy, họ để Janet ngồi một mình ở hàng ghế sau. Trên đường đi, Janet hỏi Gia Uy đã gửi bức ảnh cho bạn bè chưa. Gia Uy mới nhớ ra là mình đã quên mất việc này, sau đó, anh đưa điện thoại cho Janet. Đúng lúc đó, một chiếc xe khác lao qua, Gia Uy phanh gấp và theo bản năng đã đưa tay che chở cho Zita. Khi mở bức ảnh trên điện thoại của Gia Uy, bức ảnh đẹp đẽ của Zita khiến cô cực kỳ ngạc nhiên. Chồng cô luôn là một người đứng đắn, cô không nghĩ rằng anh ấy sẽ chụp lén những bức ảnh này. Cô không làm ầm ĩ chuyện này, chỉ là khi đưa điện thoại lại cho Gia Uy, cô cố ý không thoát khỏi màn hình đó. Gia Uy khi nhận lại điện thoại và thấy bức ảnh cũng vội vã tắt đi, tạo nên một không khí khá ngượng ngùng. Ba người họ tiếp tục đi vào bệnh viện. Lúc đó, điện thoại của Janet reo lên, cô nhận được tin tức về sự ra đi của giáo viên. Zita biết được tin này cũng rất sốc và vội vã bảo rằng cô cần đi đến nhà vệ sinh. Đến nơi, cô nhớ lại cảnh mình ra tay với cô giáo, cảm thấy hoảng sợ tột độ. Nhưng sau đó, cô tự an ủi mình rằng không ai biết được chuyện này. Để tránh không phải đi chia buồn cùng Janet trước mặt cô giáo, cô còn cố tình làm ướt quần áo của mình, sau đó gọi điện cho Janet, nói rằng cô ấy phải đi một mình, qua mặt được lần này. Tuy nhiên, cô không thể tránh khỏi việc tham dự đám tang. Zita trải qua toàn bộ lễ tang trong trạng thái hoảng sợ.
Sự bất an quá mức của cô khiến Janet nghĩ rằng Zita quá đau buồn vì sự ra đi của cô giáo. Sau lễ tang, Zita lại đến bệnh viện để kiểm tra, lần này chỉ có Gia Uy đi cùng cô. Do là kiểm tra riêng tư, Zita một mình vào phòng kiểm tra và trước khi vào đã giao túi sách cho Gia Uy giữ. Kiểm tra nhanh chóng kết thúc, bác sĩ bảo cô ấy mặc quần áo và ra ngoài. Lúc này, Zita không vội vàng mặc quần áo, mà cô thấy đây là cơ hội hiếm có. Cô đã gọi điện cho Gia Uy, yêu cầu anh ta mang đến cho mình một số đồ. Gia Uy không biết việc kiểm tra đã kết thúc chưa, muốn nhờ y tá giúp đỡ nhưng bị từ chối. Lúc này, Zita đã cầm điện thoại, hướng về phía cửa. Khi Gia Uy bước vào và ngẩng đầu lên, anh vừa lúc nhìn thấy nơi riêng tư nhất của Zita. Hãy chú ý rằng cô gái xinh đẹp này đang tiến hành kiểm tra phụ khoa, sự hiểu lầm lần này cũng là do Zita cố ý sắp đặt. Sau đó, cô còn chỉ dẫn Gia Uy lùi lại, đưa son môi cho mình, cố tình kéo ngón tay của anh ta chạm vào đùi mình, khiến Gia Uy như bị điện giật, vội vàng tránh xa. Zita rất thích thú với trò chơi này, mất một hồi lâu mới chịu nhận son môi. Lúc này, Zita cười nói rằng Gia Uy đã vượt qua ranh giới, có thể quay lại rồi. Gia Uy mới dám quay đầu lại và nói chuyện đối mặt với Zita. Nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Gia Uy, Zita vội vã giải thích, nói rằng không trách Gia Uy, anh ấy cũng không biết mình đang ở tư thế này, hơn nữa cô biết Gia Uy là một người đàn ông chính trực. Gia Uy nghe thấy điều này cũng vội vàng bày tỏ lòng biết ơn. Lúc này, Zita lại tỏ ra khó chịu, khiến Gia Uy giật mình, tự hỏi không biết chỉ vì mình nhìn một cái mà đã làm sao chưa. Khi được hỏi, Gia Uy biết được rằng chân Zita bị chuột rút. Dưới sự yêu cầu nhiều lần của Zita, Gia Uy miễn cưỡng giơ tay giúp cô nâng chân lên, nhưng tư thế thật sự quá khó xử, Zita vội vã yêu cầu anh giúp từ phía dưới. Khi thấy Zita đau đớn như vậy, Gia Uy không còn để ý nhiều nữa, nhưng trong lúc nâng chân, anh lại chứng kiến cảnh tượng không nên nhìn thấy. Đột nhiên, sau đó, Gia Uy mặt đỏ bừng, không biết phải giải thích với Zita sao, nhưng Zita lại tỏ ra rất thông cảm, nói rằng chuyện hôm nay không nên kể cho ai biết. Gia Uy tất nhiên rất vui vẻ, tiếp tục cúi đầu một cách e thẹn. Trong khi đó, Zita lại lướt qua một nụ cười nhạt trên môi. Không lâu sau, Zita đã mặc xong quần áo và ra đến sảnh chờ kết quả kiểm tra. Họ không tránh khỏi việc nhắc lại chuyện vừa rồi. Qua sự cố này, Gia Uy cảm thấy mình trở nên thân thiết với Zita hơn, nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Zita tiếp tục đùa cợt, nói rằng cô cảm thấy mình có phần thiệt thòi khi bị nhìn và muốn tìm cơ hội để nhìn lại. Điều này khiến Gia Uy giật mình, vội vàng lùi lại che chắn thằng em của mình. Hành động này lại một lần nữa khiến Zita cười. Cô vội vã giải thích rằng mình chỉ đùa, nhưng lại khiến Gia Uy xấu hổ muốn độ thổ. Gia Uy vội vã nói rằng mình sẽ đi kiểm tra báo cáo và đứng dậy rời đi. Trong khi đó, Zita cũng lấy điện thoại ra, nhìn vào một bức ảnh đặc biệt của cô và Gia Uy với vẻ mặt tinh quái, trong lòng đã có kế hoạch. Không lâu sau, hai người cùng trở về căn hộ của Zita để dọn dẹp. Khi Gia Uy muốn rửa sạch cốc cà phê, Zita vội vàng tiến lên giúp đỡ. Sau đó, với một cử động tay nhẹ nhàng, Zita cố ý làm đổ cà phê lên người Gia Uy. Gia Uy vội vã chạy vào phòng tắm để rửa sạch quần áo. Nhiệt độ của cà phê còn khá cao, khiến Gia Uy cảm thấy một cảm giác nóng rát ở phần dưới cơ thể. Để không làm tổn thương đến đứa trẻ tương lai, anh chuẩn bị cởi quần xuống để rửa. Trong khi đó, Zita ở bên ngoài đang đếm thời gian trong đầu. Ngay sau đó, cô cầm một chiếc khăn tắm và lao vào, vừa lúc chứng kiến một cảnh tượng nóng bỏng. Zita giả vờ hoảng loạn và lập tức rời khỏi phòng, nhưng không nhịn được cười ra tiếng. Sau đó, cô nói rằng lần này cô không cảm thấy thiệt thòi. Nghe thấy lời Zita, Gia Uy cũng vội vàng chỉnh trang quần áo và bước ra ngoài, nói rằng chẳng có gì buồn cười cả. Nhưng khi thấy Zita đang nhìn mình với ánh mắt đầy tình cảm, khi Zita cảm thấy mình sắp thành công, Gia Uy đột ngột phanh gấp và kiểm soát được bản thân. Nhưng sau hai lần sự cố này, mục đích của Zita cũng cơ bản đã được đạt được, cô đã tiến gần hơn đến Gia Uy một bước. Vợ Gia Uy đang thảo luận với anh về việc nhờ bạn thân giúp mang thai hộ, nhưng Gia Uy lại không kiên nhẫn muốn chơi trò đối đáp với vợ. Janet đùa rằng Gia Uy chắc hẳn đã thấy cô gái xinh đẹp nào đó bên ngoài nên mới vội vàng như vậy. Lời nói này dù không có ý gì nhưng lại khiến Gia Uy nhớ lại những gì đã xảy ra trong ngày. Từ việc vô tình thấy những thứ không nên thấy khi đi kiểm tra với Zita, bị cà phê làm ướt quần áo và sau đó bị Zita thấy rõ ràng. Bây giờ nghĩ lại còn cảm thấy ngượng, mà tất cả những điều này đều là sự cố ý tạo ra của Zita với mục đích cuối cùng là để có được Gia Uy. Ngày hôm sau, Gia Uy đang làm việc tại văn phòng thì Zita mang theo một tập hồ sơ đi vào. Zita và Janet là bạn thân và vì sẽ giúp đôi vợ chồng này mang thai hộ. Cô được bố mẹ của họ đặc biệt chăm sóc và sắp xếp vào làm việc tại công ty, không ngờ lại trực tiếp trở thành thư ký cho Gia Uy. Trong lúc nói chuyện, Zita còn nhắc nhở Gia Uy về những sự kiện xảy ra ngày hôm trước. Những sự kiện này trong lòng Gia Uy chỉ là tai nạn, khiến anh lúc đỏ mặt lúc trắng mặt và vội vàng sắp xếp công việc cho cô. Khi quản lý của công ty đến và thấy Zita cũng bất ngờ không kém, vì Gia Uy chưa bao giờ tìm một trợ lý trẻ đẹp như vậy. Do mối quan hệ gần gũi với cả hai vợ chồng Gia Uy, quản lý cũng không xa lạ với Zita, chỉ cảm thấy hơi bất ngờ mà thôi. Trong lúc hai người cùng nhau làm việc, Zita biết quản lý là người thật thà, còn cố tình cởi áo với lý do trong xe quá nóng để khiêu khích quản lý. Người thành thật khi nhìn thấy cảnh này tự nhiên cảm thấy bị sốc, đến mức gần như quên mất làm thế nào để thắt dây an toàn. Chưa hết, Zita khi lái xe chưa kịp rời khỏi cổng, lại tạo ra một bất ngờ khác cho anh ta. Lái xe gặp sự cố, cô vội vàng phanh gấp. Zita hoảng hốt nhanh chóng quay đầu lại hỏi quản lý có ổn không. Quản lý với vẻ mặt như muốn khóc nói rằng mình không ổn,
Xe không làm tổn thương anh ta nhưng lại bị Zita làm tổn thương. Zita mới cúi xuống nhìn tay mình, thấy mình vô ý làm đau em trai của anh ta, cô vội vàng buông tay ra. Công việc cũng do đó mà bị trì hoãn, chỉ có thể để quản lý tìm chỗ nghỉ ngơi một lúc. Zita còn nói nếu về nhà sau này chị dâu hỏi, cô có thể giúp giải thích, nhưng quản lý nói không cần thiết vì vợ anh là người rất có giáo dục. Vừa mới về đến nhà, anh nhận được một loạt những đòn tấn công đã dạy cho quản lý thật thà một bài học không thể rõ ràng hơn. Vợ của anh, Kanda, vẫn chưa thấy đã đời, quyết tâm phải tìm Zita để giải quyết. Zita hiện đang ở nhà của Gia Uy và Janet. Kanda nhanh chóng lái xe đến, tay còn cầm theo vũ khí. Khi thấy Zita, cô ta bắt đầu chửi bới và tiến lên chuẩn bị tấn công. Nhưng Zita, trước khi quay đầu từ bỏ cuộc sống cũ, đã không ít lần trải qua những tình huống tương tự. Cô dễ dàng tránh né và phản công, chỉ trong vài phút, cô đã kiểm soát được Kanda, tiếp đó là hai cái tát đau điếng. Lợi dụng lúc Kanda đang nằm trên đất thở hổn hển, Zita lấy chiếc bánh kem trên bàn để bổ sung năng lượng cho cô ta, sau đó không quên chọc ghẹo bằng cách nhét kem vào miệng. Khi Kanda lấy lại sức lực và đứng dậy sẵn sàng tấn công lại, nhưng rõ ràng sức chiến đấu của cô không thể sánh được với Zita. Rất nhanh cô lại bị Zita kiểm soát. Đúng lúc này, Gia Uy nhận được cuộc gọi từ quản lý và cũng vội vã trở về. Khi Zita thấy Gia Uy đến, cô ta đã có một kế hoạch khác. Cô lấy cây gậy trên đất và cố tình đưa cho Kanda. Kanda tưởng mình đang chiếm ưu thế, vung tay đánh vào đầu Zita và hăng hái tiếp tục tấn công. Nhưng Gia Uy kịp thời đến nơi, kéo hai người vào trong nhà. Lúc này, Zita không còn thể hiện vẻ hùng hổ như trước, mà trở thành bộ dạng con thỏ nhỏ bị bắt nạt, cố tình để Gia Uy thấy. Điều này khiến Kanda bên cạnh tức giận đến mức người chồng cũng khó mà kiềm chế nổi cô à. Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của ba người, Kanda mới chịu rời đi. Khi Janet trở về và biết được sự việc, cô cũng cảm thấy rất thất vọng về Kanda. Kể từ khi Zita đồng ý giúp họ mang thai hộ, Janet đã coi cô như một ân nhân cứu mạng của cả gia đình. Đối diện với sự quấy rối không ngừng của Zita, Janet không biết phải làm sao nên đã nổi giận với chồng. Vì điều này, hai vợ chồng họ còn cãi nhau to. Zita chứng kiến tất cả với sự vui sướng. Càng thấy họ vợ chồng cãi nhau gay gắt, cô càng cảm thấy hạnh phúc. Ngày hôm sau, Zita cùng Gia Uy đến bệnh viện để hỏi về kết quả kiểm tra. Kết quả khiến Gia Uy rất thất vọng, Zita không thể thực hiện việc thụ tinh nhân tạo. Nếu muốn có con, chỉ có thể thông qua việc thụ thai tự nhiên. Kết quả này lại mở ra một con đường mới cho Zita. Mặt khác, Janet lại một lần nữa chịu sức ép từ mẹ chồng. Nếu lần mang thai hộ này không thành công, Janet sẽ phải rời bỏ Gia Uy. Vì vậy, khi hai người trở về sau khi nhận kết quả kiểm tra, Janet đã vội vã hỏi về kết quả. Zita cố tình đổ lỗi cho Gia Uy, bảo anh ta phải giải thích với Janet. Nhưng Gia Uy vốn đã đầy rẫy phiền muộn, cộng thêm Janet không ngừng hỏi han, khiến anh cảm thấy mệt mỏi và không muốn nói sự thật. Hai người cũng vì thế mà lại cãi nhau. Janet rõ ràng đã bị thực tế làm cho điên đảo, một mặt chịu sự ép buộc khốc liệt từ mẹ chồng, một mặt là sự che giấu của chồng và bạn thân, khiến cô càng lúc càng mất lý trí và trở nên hết sức kích động. Gia Uy để tránh mặt Janet đã chạy một mình vào toilet tìm sự yên tĩnh, mặc cho Janet bên ngoài không ngừng khóc lóc. Zita biết rằng Gia Uy lúc này chắc chắn rất bực bội, đã ân cần ghi một đoạn video đáng yêu và gửi cho Gia Uy. Khi Gia Uy xem xong cũng không khỏi mỉm cười, thật sự là đàn ông đều là những sinh vật dễ thay lòng. Ngày hôm sau, tâm trạng của Zita rất tốt, cô nhìn vào gương và than phiền với Janet, người cả một đêm không ngủ về làn da của mình và rủ Janet đi làm đẹp cùng. Nhưng lúc này, Janet đâu còn tâm trạng nào, đầu óc chỉ toàn những phiền muộn. Lúc này Gia Uy đi vào hỏi chìa khóa xe của mình ở đâu, Janet thì nói rằng hôm nay nếu không cho cô một câu trả lời, ai cũng đừng mong ra khỏi nhà. Gia Uy nghe xong cũng rất tức giận, người vợ từng dịu dàng trong mắt anh giờ đây đã trở nên lý lẽ không thấu. Gia Uy cố kìm nén cơn giận dữ trong lòng và nói ra sự thật là Zita không thể mang thai hộ. Nghe được tin này, Janet cảm thấy như sấm sét giữa trời quang, cảm giác như mọi hy vọng cuối cùng cũng tan biến. Thực ra, Gia Uy ban đầu không quá kiên quyết về việc có con. Anh cho rằng chỉ cần ở bên Janet, có hay không có con đều không quan trọng. Nhưng anh không hiểu được những khó khăn của người phụ nữ, cũng không biết Janet phải chịu áp lực lớn như thế nào khi đối mặt với mẹ chồng. Giờ đây, chuyện này cũng khiến gia đình họ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Gia Uy cũng đổ lỗi cho Janet về sự việc này. Và lúc này, Zita cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ thật của mình, bày tỏ việc mang thai hộ không thành. Nếu muốn có con, cô sẵn lòng giúp họ thụ tinh tự nhiên. Lời nói này không làm Janet phản ứng mạnh mẽ. Trong mắt cô, việc chồng mình và người khác có quan hệ không còn quan trọng, điều quan trọng là con cái. Nhìn lại Gia Uy, lúc này anh lại cảm thấy sợ hãi, sợ rằng Janet thực sự sẽ đồng ý. Trong mắt anh, người vợ vẫn là người mà anh yêu thương, anh liền vội vàng ngăn cản. Nhưng Janet lại quay đầu hỏi Zita có điều kiện gì. Zita ngay cả khi nêu ra yêu cầu, cũng không quên đâm thêm một nhát vào tim, bày tỏ rằng điều kiện không thay đổi. Đứa trẻ sau khi sinh vẫn là của Janet, nhưng hy vọng Janet sẽ tham gia vào quá trình thụ thai. Lời này khiến cả hai đều ngạc nhiên, chứng tỏ khi Gia Uy và Zita ở chung phòng, Janet phải có mặt, quả là đủ tàn nhẫn. Cuối cùng, Janet vẫn chưa thể ngay lập tức đưa ra quyết định, một mình ở nhà vừa nấu ăn vừa suy ngẫm về những lời Zita vừa nói, không biết nên quyết định thế nào. Vừa nấu ăn vừa suy nghĩ nhất định sẽ cắt phải tay. Cơn đau này cũng khiến Janet tỉnh táo hơn nhiều, biết rằng nếu muốn vấn đề này có kết quả, mình cần phải cải thiện mối quan hệ với chồng trước. Ở công ty, Zita cũng chuẩn bị kỹ lưỡng cho bản thân, đến văn phòng của Gia Uy mang theo bánh ngọt. Do vụ việc mang thai hộ, Zita nhận được sự ưu ái của mẹ Gia Uy,
được bà yêu cầu làm trợ lý cho Gia Uy. Gia Uy ăn bánh Rita làm, tâm trạng trở nên tốt hơn nhiều. Tối đó sau khi tan làm, họ vẫn cùng nhau về nhà như thường lệ. Trong lúc Gia Uy xuống xe mua đồ, Rita đã gọi điện cho Janet và sau đó để điện thoại xuống. Janet nghe được cuộc trò chuyện từ phía bên kia và không kiềm được nước mắt trào ra. Đêm khuya, người phụ nữ khoác lên mình lớp trang điểm đậm, thay vào bộ đồ ngủ gợi cảm, nhưng gương mặt không hề vui vẻ. Người mà cô muốn tiếp cận không phải ai khác, chính là chồng mình yêu thương. Cô tiến lại gần giường, từ từ cởi bỏ bộ đồ ngủ, nhưng hành động không bình thường này khiến Gia Uy cũng hoàn toàn bối rối. Trước câu hỏi của Gia Uy, Janet vẫn cảm thấy khó mở lời, e ngại không dám tiến lên. Trước người vợ dường như không biết phải làm gì, Gia Uy dù không mấy hứng thú nhưng vẫn tiến lại gần chuẩn bị bắt đầu, nhưng cuối cùng vẫn không thể tạo ra hứng thú và đành phải dừng lại. Janet tại sao lại có hành động đột ngột như vậy? Bởi vì vào buổi chiều hôm đó, cô đã nhận được cuộc gọi từ bạn thân Rita, nhưng từ phía bên kia lại truyền đến cuộc đối thoại giữa Rita và chồng mình. Janet nghe được sự phàn nàn của chồng về bản thân mình mà không biết rằng tất cả những điều này đều là âm mưu xấu xa của Rita. Để có thể giành lại trái tim của chồng, Janet đã sử dụng kế sách sắc đẹp mà bản thân không giỏi, nhưng mọi chuyện cuối cùng cũng chỉ là qua loa. Sau đó, hai người nằm quay lưng về phía nhau, mỗi người suy nghĩ về những chuyện riêng tư. Mối quan hệ căng thẳng giữa vợ chồng họ không được hòa giải. Mặt khác, với tư cách là trợ lý của Gia Uy, việc tiếp xúc nhiều đã khiến mối quan hệ giữa họ trở nên thân thiết hơn. Gia Uy thậm chí còn tặng Rita một chiếc xe xem như một món quà. Rita biết mình sẽ trở thành chủ nhân của chiếc xe, vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy Gia Uy. Món quà này khiến cô cảm thấy dường như mình đã từ chim sẻ biến thành phượng hoàng. Về đêm khi trở về nhà, bữa ăn giữa ba người có phần gượng gạo. Janet vẫn quyết tâm thảo luận về việc sinh con, bày tỏ sự đồng ý để Rita giúp Gia Uy có con. Điều này chứng tỏ cô cho phép chồng mình và bạn thân có quan hệ. Gia Uy nghe thấy kết quả này và cảm thấy ngạc nhiên, vợ mình dường như đã bị ám ảnh bởi việc có con. Nhưng Janet rất kiên quyết, cô không muốn tiếp tục chịu áp lực không ngừng từ mẹ chồng, ép buộc cả hai phải lên tiếng. Việc này chính là kết quả mà Rita mong muốn nhất, nên cô tự nhiên đồng ý và còn giả vờ cho rằng việc này chỉ vì muốn có con, không phải vì dục vọng. Sau khi nghe Rita đồng ý, Janet lại tiếp tục hỏi Gia Uy. Gia Uy không muốn cãi nhau với Janet nữa, cho biết nếu Janet đồng ý thì anh cũng chỉ có thể làm theo. Janet nghe được câu trả lời này không có quá nhiều phản ứng, còn Rita đã không giấu nổi sự hứng khởi trong lòng, vẻ mặt rạng rỡ. Sau đó, Rita còn hỏi hai người khi nào bắt đầu, khiến không khí trở nên căng thẳng đến đỉnh điểm. Lúc này, Janet đã sẵn sàng chấp nhận mọi chuyện và sau đó nói rằng hãy bắt đầu thực hiện ngay. Câu nói này khiến Gia Uy giật mình, còn Rita thì mặt mày hớn hở, trong đầu đã bắt đầu lên kế hoạch cho màn trình diễn của mình. Vô thức mơ màng cho đến khi Janet đứng dậy gọi mới phản ứng lại. Janet lúc này vẫn ngây ngô nghĩ rằng Rita sẽ cảm thấy khó khăn, nói rằng nếu Rita không muốn thì không cần cưỡng ép. Rita lại một lần nữa hỏi ý kiến của Gia Uy và Gia Uy với thái độ không thiết tha gì nữa, cho biết anh thế nào cũng được. Sau đó, Rita đứng dậy, với vẻ giả tạo nói với Janet rằng cô ấy sẵn lòng, tất cả những gì cô làm đều vì Janet, khiến Janet cảm động rớt nước mắt. Rita nhanh chóng thay vào bộ đồ ngủ gợi cảm và xuất hiện trong phòng ngủ của Gia Uy. Theo thỏa thuận, quá trình này Janet cũng phải có mặt và hai người còn mặc cùng một kiểu đồ ngủ. Lúc này, người cảm thấy khó chịu nhất chính là Gia Uy. Trước mặt vợ mình làm chuyện đó với người phụ nữ khác, làm sao Gia Uy có thể hứng thú? Rita cũng cảm thấy không khí có chút ngượng ngùng, đề nghị mở nhạc để làm dịu bầu không khí. Janet với vẻ mặt ngây thơ gật đầu đồng ý, sau đó Rita một mình đi đến phía bên kia giường, cởi bỏ áo ngoài và ngồi xuống. Mọi người đều biết sắp xảy ra điều gì, nhưng lại có những tâm trạng khác nhau. Janet đã không kiềm chế được cảm xúc, nước mắt tràn đầy, đúng lúc hai người sắp bắt đầu, điện thoại lại reo. Janet cảm thấy như được giải thoát, vội vàng đứng dậy đi nghe điện thoại, để lại một chút ngượng ngùng cho cả hai. Cuộc gọi từ em trai Janet, nhưng khi Janet nghe máy thì đối phương đã cúp. Janet vội vã xin lỗi, làm gián đoạn không khí giữa hai người. Khi Rita biết điện thoại là từ Non, cô đột nhiên thay đổi ý định. Dù cô muốn có được Gia Uy, nhưng thực tâm cô yêu Non. Rita không khỏi nhớ lại những khoảnh khắc khi hai người cùng nhau, sau đó bảo rằng hôm nay cô có lẽ không phù hợp để mang thai vì cảm thấy mình sắp đến tháng. Lời nói này khiến Janet lại cảm thấy hụt hẫng. Để làm dịu lòng cô bạn thân, Rita ngay lập tức bày tỏ rằng cô nhớ mình đang ở trong giai đoạn rụng trứng. Nhưng cô đã quyết định tạm thời từ bỏ hành động này, khẳng định rằng gần đây cô không nghỉ ngơi tốt, vì vậy kỳ kinh của cô cũng không ổn định. Trong suốt quá trình này, Gia Uy giống như một công cụ sinh sản, đứng đợi một cách ngốc nghếch. Thực ra, Gia Uy về cơ bản không hề muốn tham gia vào việc này, bởi vì làm như vậy trước mặt vợ thực sự quá là một hành động mất dạy. Nhưng vì không muốn Janet phải đối mặt với áp lực từ mẹ mình, anh mới đồng ý. Sau khi Rita nói xong, cô đứng dậy chuẩn bị rời đi, sau đó vào phòng tắm nhìn chính mình trong gương. Cô đã lên kế hoạch cẩn thận suốt một thời gian dài và cuối cùng có cơ hội để có được thứ mình mong muốn, nhưng lại do dự. Lúc này, cô biết rằng mình thực sự yêu Non và hy vọng sau này sẽ không hối tiếc về hành động của mình hôm nay. Ngày hôm sau, khi gặp nhau, không khí vẫn hơi ngượng ngùng, chỉ có Rita là tỏ ra thoải mái. Bây giờ, khi Rita đang làm trợ lý tại công ty của Gia Uy, hai người chuẩn bị cùng đi làm. Khi chia tay, Gia Uy như thường lệ ôm vợ để nói lời tạm biệt, nhưng sau hai lần cố gắng mà không ăn ý, khiến Rita bên cạnh không nhịn được cười. Cuối cùng, anh chỉ dám hôn nhẹ lên mặt Janet như một lời chào tạm biệt. Sau một đêm điều chỉnh cảm xúc, Rita quả thực đã lấy lại tinh thần như xưa.
Trên xe, Zita còn đùa giỡn với Gia Uy và bày tỏ rằng khi đến thời kỳ nguy hiểm của mình, cô chắc chắn sẽ thử lại. Điều này khiến Gia Uy không khỏi đỏ mặt. Không bao lâu, hai người đến văn phòng và Gia Uy không quên nhắc Zita nhớ lấy lại điện thoại từ quản lý. Zita nhanh chóng tìm đến quản lý và nói rằng chiếc điện thoại của cô đã bị anh ta lấy nhầm hôm qua. Quản lý mới nhớ ra, quả thực hôm qua có hai chiếc điện thoại giống hệt nhau, nhưng tìm mãi không thấy. Bỗng nhiên nhớ ra có thể đã quên nó trong xe và lập tức trở nên hoảng sợ. Quả nhiên, điện thoại nằm trên xe và vợ của anh ta, Kanda cũng vừa hay phát hiện ra. Kanda và Janet cũng là bạn thân, vừa đến tìm cô để tám chuyện và bắt đầu than phiền chuyện chồng mình có hai chiếc điện thoại. Đang lúc đó, Zita gọi đến, Kanda nghe máy và càng tức giận khi nhận ra đó là Zita. Anh ta luôn ghét Zita và tin chắc rằng Zita tiếp cận Janet chắc chắn có mục đích khác. Trong khi đó, Zita ở đầu dây bên kia nở nụ cười xấu xa, bảo rằng việc cô và quản lý hàng ngày ở bên nhau, nhầm điện thoại cũng là chuyện bình thường. Thực ra, chiếc điện thoại chính là Zita cố ý để vào túi của quản lý, nhằm tạo cơ hội cho Janet nhìn thấy. Zita sau đó nói rằng chỉ cần Kanda đưa điện thoại cho Janet là được và cúp máy. Kanda vẫn rất tức giận, quyết định phải xem trong điện thoại của Zita có gì không nên thấy, nhưng bị Janet từ chối. Khi Kanda đi, Janet không kiềm chế được sự tò mò trong lòng và tự nhủ rằng lén nhìn một chút chắc không ai biết. Lúc này, Zita đang chờ đợi Janet mở chiếc điện thoại không có mật khẩu. Cuối cùng, Janet không kiểm soát được sự tò mò và mở điện thoại. Trong album ảnh toàn là hình chụp của Janet, nhưng lướt qua, cô phát hiện ra hình ảnh của Gia Uy. Sau đó, một video đã thu hút sự chú ý của Janet. Mở ra xem, thì ra là cảnh Gia Uy nhìn thấy nơi thầm kín của Zita. Giây phút này Janet bất ngờ ngã quỵ, không ngờ hai người họ lại có những trải nghiệm như vậy. Cô không biết rằng bản thân đã rơi vào bẫy của Zita. Lúc Janet đang hồi hộp muốn biết diễn biến tiếp theo thì điện thoại lại bị kẹt. Những thứ này cũng là Zita cài đặt trước. Dù những video này không làm Janet nghi ngờ, thì việc cô ấy lén lút kiểm tra điện thoại của Zita cũng đủ để Gia Uy cảm thấy bài xích. Lúc này, Zita lại có động thái mới, cô đề nghị Gia Uy gọi điện cho Janet, nói rằng bên trong có tài liệu quan trọng không muốn Janet thấy. Gia Uy dù cho rằng vợ mình không nên lén lút kiểm tra điện thoại người khác nhưng vẫn gọi điện để xác nhận. Khi nghe chồng nói rằng không được xem trộm điện thoại người khác, Janet vội vàng vụng về khẳng định mình sẽ không làm thế, nhưng thực tế đã khiến cô hoảng sợ không thôi. Janet cảm thấy vô cùng bất lực, cô ngồi trên sofa đau khổ, cảm giác tuyệt vọng. Janet càng thêm buồn khi thấy chồng mình và Zita giấu giếm mình những câu chuyện như vậy. Thêm vào đó, sợ chồng biết được mình đã xấu tính lén lút kiểm tra điện thoại người khác, khiến cô cảm thấy đau đớn gấp bội. Vì thế, cô nhanh chóng đến cửa hàng sửa chữa điện thoại, dù đã tắt máy nhưng không thể mở lại được. Thợ sửa chữa cho biết có thể là hỏng linh kiện, cần đến ngày mai mới có thể sửa xong. Janet biết tối nay Zita trở về nếu không khôi phục được sẽ bị phát hiện, liền lấy tiền ra, khẳng định tiền không phải vấn đề nhưng cần phải sửa xong trong hôm nay. Thợ sửa chữa nghe vậy liền nói cần 3 giờ để hoàn thành. Trong lúc đó, Gia Uy lại gọi điện, Janet vội vàng tìm chỗ vắng vẻ để nghe máy, nói dối mình đang ở nhà. Gia Uy gọi để thông báo tối nay vì công việc mà sẽ về nhà muộn. Janet ngay lập tức đồng ý, thậm chí vô thức nói rằng về muộn hơn cũng không sao, khiến Gia Uy cũng hơi mơ hồ. Mặt khác, dù Zita đang làm trợ lý cho Gia Uy nhưng công việc hàng ngày cũng khá nhẹ nhàng. Trong văn phòng, cô bắt đầu video call với em trai Janet. Zita muốn trả thù vì Janet đã cướp đi hạnh phúc của mình từ khi còn nhỏ, muốn từ tay anh lấy lại tất cả. Nhưng thực tâm, cô luôn yêu Non. Đây cũng là điều khiến cô do dự. Non nói sẽ tặng cô một bất ngờ, không đợi Zita hỏi, anh đã làm mặt quỷ khiến Zita bật cười vui vẻ. Nhưng sau khi cuộc gọi kết thúc, Zita lại nhắc nhở bản thân không vì chuyện tình cảm mà lỡ mất việc lớn. Chỉ những ai đủ tàn nhẫn mới có thể có được những gì mình muốn. Khi tan làm, công việc mà Gia Uy nói thực chất là đi ăn tối cùng Zita, vì anh cảm thấy việc nhờ cô giúp sinh con có phần khiến Zita khó xử. Zita đã tận dụng tối đa khả năng diễn xuất của mình, kể lại 20 năm cuộc đời bi thảm của mình khiến Gia Uy cảm thấy thương cảm. Sau đó, Zita thừa nhận rằng cô đồng ý giúp sinh con cũng vì có ý đồ riêng. Trước sự hỏi của Gia Uy, cô không giấu giếm mà thẳng thắn bày tỏ mong muốn trở thành vợ anh. Trong khi đó, tâm trạng Janet không tốt, khiến gia đình rất lo lắng. Vì vậy, họ đã mời em trai Janet, Non đến ở cùng để chăm sóc cô. Khi Gia Uy và Zita trở về, cả hai đều bất ngờ khi thấy Non. Non quay đầu về phía Zita, nói rằng đây chính là bất ngờ mà anh đã nói. Đối với Zita mà nói, sự xuất hiện của Non không nghi ngờ gì là trở ngại lớn nhất cho cô ta trong việc tiến thân. Sáng sớm, Zita bắt đầu một điệu nhảy ngốc nghếch, khiến Gia Uy và Non cười sảng khoái. Trong không khí ấm áp đó, chủ nhân của ngôi nhà, Janet với đôi mắt còn lem nhem buồn ngủ mơ màng bước ra, phàn nàn rằng sớm như vậy mà mọi người đã ồn ào. Zita vội vàng dừng động tác và tắt nhạc. Zita là bạn thân của Janet, đồng thời cũng là trợ lý của chồng Janet, còn Non, em trai của Janet, ở lại một thời gian để chăm sóc Janet khi cô đang trong tình trạng cảm xúc không tốt. Buổi sáng, Zita và Gia Uy chuẩn bị đi làm. Trong khi Janet và em trai tự hỏi liệu mình có phá vỡ bầu không khí vui vẻ giữa họ không mà quên mất rằng mình mới là chủ nhân của căn nhà này. Và tất cả những rắc rối này đều do Zita gây ra. Không chỉ khiến vợ chồng Janet nảy sinh mâu thuẫn mà còn khiến Janet suýt chút nữa rơi vào trạng thái rối loạn lo âu mỗi đêm đều không ngủ được. Ban ngày khi nhà vắng người phải dựa vào thuốc ngủ mới có thể chợp mắt được. Vừa uống thuốc xong thì điện thoại reo, là cuộc gọi từ người bạn Kanda. Cô ấy hỏi Janet có thấy tin tức trên mạng xã hội chưa, nhưng Janet đâu có tâm trạng lên mạng,
nên tất nhiên là chưa thấy gì cả. Kanda không biết phải giải thích thế nào, chỉ nói sẽ gửi video cho Janet tự xem, nhưng ngay khi video được gửi đến thì điện thoại của Janet hết pin và tắt máy. Ở công ty, quản lý bộ dạng hoảng hốt cũng chạy vào văn phòng của Gia Uy, anh phải bình tĩnh lấy hơi một hồi để thở. Thấy vẻ mặt vô tội của họ, rõ ràng là họ cũng chưa xem tin tức. Sau đó quản lý nhắc Gia Uy mở máy tính ra lên mạng xã hội, Gia Uy mở máy tính một cách thờ ơ. Cùng lúc đó, Zita cũng mở điện thoại của mình. Khi thấy nội dung video, cả hai đều sững sờ. Hóa ra là video riêng tư của Zita với Gia Uy bị phơi bày. Đoạn video Gia Uy nhìn thấy hàng nóng của Zita ở bệnh viện khi đó đã bị phát tán. Suy đoán trong quá trình Janet đưa điện thoại đến cửa hàng sửa chữa để nhờ thợ giúp đỡ, thông tin bị dò dỉ. Mọi người nhanh chóng thảo luận, vì trước đó điện thoại đã qua tay quản lý và Kanda, nên cũng có khả năng họ là người làm lộ thông tin. Nhưng quản lý đã dùng tính mạng của cả gia đình mình để bảo đảm rằng chính anh ta và vợ không phải là người làm lộ. Vậy thì chỉ còn Janet, Gia Uy ngay lập tức gọi điện cho Janet, nhưng Janet đã uống thuốc ngủ và không nghe thấy điện thoại. Tin tức lan truyền nhanh chóng, mẹ của Janet và cha mẹ của Gia Uy cũng đều đã thấy tin tức. Nhưng khi họ gọi cho Janet thì không ai nghe máy. Vì vậy, họ đã vội vã đến nhà Janet. Khi tất cả mọi người xuất hiện trước mặt Janet, cô ấy vẫn còn ngạc nhiên. Lúc này, cô ấy vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì. Đối với câu hỏi của Gia Uy, Janet cho biết mình đã ngủ nên không nghe thấy điện thoại và bây giờ vẫn còn hơi mơ màng. Lúc này, chỉ có mẹ và em trai vẫn còn lo lắng cho sức khỏe của Janet, còn những người khác đều đang chờ cô đưa ra lời giải thích. Cuối cùng, Zita là người đã nói ra sự việc. Sau khi biết được sự tình, Janet cũng cảm thấy có lẽ do mình đã làm lộ video và trở nên buồn bã. Mọi người đều nhìn Janet với những biểu cảm khác nhau. Janet cảm thấy bản thân sắp sụp đổ trước ánh mắt của mọi người và hỏi họ muốn mình làm gì. Gia Uy trực tiếp hỏi liệu Janet có phải là người đã làm lộ video không. Janet vẫn còn tỉnh táo, đáp trả hỏi Gia Uy tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Zita ở bên cạnh còn châm chọc, yêu cầu Janet trả lời câu hỏi một cách trực diện. Gia Uy thêm vào rằng video chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Nếu Janet tức giận vì sự việc này anh có thể hiểu, nhưng nếu cố ý làm lộ video thì có chút quá đáng. Sau đó, mọi người lần lượt đưa ra ý kiến, dồn dập đặt câu hỏi cho Janet. Zita thỉnh thoảng còn kích động thêm, đẩy Janet vào thế bí. Lúc này, Janet quyết định không nhận chuyện này, nói rằng mình chưa từng xem điện thoại của Zita. Đúng lúc ấy, điện thoại của Zita reo lên. Sau khi xem thông báo, Zita lại bắt đầu diễn xuất, nói nếu Janet tức giận với cô vì chuyện này không sao, nhưng đừng làm tổn hại đến Gia Uy, người là giám đốc của một công ty lớn, có tầm ảnh hưởng. Lời này khiến mọi người cảm thấy như thể cô ta mới là vợ của Gia Uy, không khỏi khiến mọi người rơi vào trạng thái mơ hồ. Chỉ có Non nhận ra có vấn đề với thông điệp vừa nhận. Trong cuộc trao đổi, Zita tiết lộ rằng thông báo mà cô nhận được là từ cửa hàng sửa chữa điện thoại, nói rằng thẻ tín dụng của Janet đã bị để quên tại đó. Kanda còn muốn bào chữa cho Janet, nhưng Zita đã nâng điện thoại lên, màn hình hiển thị hình ảnh điện thoại đang bị kẹt. Janet cảm giác như bản thân đã bị ép cho phát điên, cô ôm đầu và lập tức ngất xỉu. Người bạn thân nhất cũng tràn đầy sự thù hận, thậm chí ngay cả chồng cô, người yêu thương cô nhất cũng nhìn cô bằng ánh mắt oán giận, tại sao lại dẫn đến tình huống này. Không biết đã ngủ bao lâu, Janet mới tỉnh dậy và phát hiện Zita vẫn ở trong phòng. Zita thấy Janet tỉnh dậy đã đi tới và ngồi xuống giường, nhưng Janet ngây thơ không hề biết được, tất cả đều là kế hoạch do bạn thân của cô bày ra. Janet còn tự trách mình khi giải thích với Zita rằng dù đã lén xem video nhưng sẽ không bao giờ cố ý làm lộ ra để ảnh hưởng đến chồng và bạn thân. Trước mặt Janet, Zita đã thể hiện sự khoan dung, nói rằng cô ấy không trách Janet và mọi người nên cùng nhau chia sẻ để giải quyết mọi vấn đề. Cô ấy hy vọng Janet có thể sống hạnh phúc, không phải chìm đắm trong tự trách và như vậy đã đặt mình vào vị trí cao nhất của đạo đức, giống như một đóa bạch liên hoa thực sự. Lời nói này cũng làm Janet rơi vào cảm động, tin tưởng Zita hơn. Nhưng ngay sau khi Zita bước ra khỏi cửa, cô không thể kiềm chế được sự phấn khích trong lòng, bắt đầu nhảy múa điên cuồng, tự do tỏa sáng với niềm tự hào của mình. Vụ việc này nhanh chóng có bước ngoặt khi dư luận thay đổi hướng gió. Quản lý phấn khích chạy đến thông báo cho Gia Uy rằng cư dân mạng biết rằng lúc đó Gia Uy chỉ vô tình bước vào phòng khám phụ khoa, không phải là kẻ biến thái. Sự việc từ việc bị chỉ trích đã trở thành chủ đề giải trí, thậm chí còn chế video thành clip hài. Gia Uy mở điện thoại, nhìn vào màn hình cũng không biết nên khóc hay nên cười, coi như cuộc khủng hoảng này chỉ có Janet là người chịu sự bất công, trong khi những người khác đều ổn thỏa. Bố chồng khi xem những video đó cũng phá lên cười như lợn rừng, còn bà nội dù biết sự việc không ảnh hưởng nhiều đến con trai mình nhưng vẫn không muốn tha thứ cho Janet. Nguyên nhân chính vẫn là vì Janet không thể giúp bà có cháu bé. Về phần Zita, ở công ty cô cũng nhận được sự đối xử khác biệt từ đồng nghiệp, họ rất lịch sự với cô, người trợ lý nhỏ nhoi này. Khi có khách hàng vào, họ cũng nhận ra Zita chính là người trong video, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua cô. Zita rất thoải mái tự nhận mình chính là nhân vật chính trong video, giải thích rằng sự việc xảy ra là do cô đang giúp vợ chồng Gia Uy mang thai hộ, chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Tất cả những điều này đều được Janet nghe thấy khi cô vừa đến. Người phụ nữ hiền lành này cảm thấy càng thêm tội lỗi về những việc bản thân đã gây ra cho Zita. Sau đó, hai người vào phòng họp, Janet với giọng nghẹn ngào lại một lần nữa xin lỗi Zita. Zita vẫn tỏ ra đáng thương, nói rằng cô không trách Janet. Càng nghe Zita nói như vậy, Janet càng tự trách mình. Sau đó, Janet yêu cầu Zita đưa tay ra. Tuy nhiên, hành động tiếp theo của Janet khiến cô hoàn toàn bị sốc. Cô ta nghĩ Janet đã phát điên vì Janet đã cầm lấy tay của bạn thân mình đập vào mặt mình.
Lý do Janet làm như vậy là bởi cô không chỉ cố tình xem trộm điện thoại của Zita mà còn do điện thoại hỏng và đưa đi sửa chữa đã khiến video gây hiểu lầm giữa Zita và chồng mình bị phơi bày, tạo ra làn sóng dư luận lớn. Nhưng những gì cô ấy không biết là video gây hiểu lầm kia thực sự cũng là do Zita cố tình sắp xếp và quay lại. Thậm chí việc điện thoại rơi vào tay Janet cũng là một phần trong kế hoạch của Zita, mục đích là để khiến Janet sụp đổ, từ đó chiếm lấy tất cả mọi thứ từ cô, bao gồm cả người chồng giàu có của cô. Kể từ khi Janet quyết định nhờ Zita giúp mang thai hộ, cuộc sống hàng ngày của cô trôi qua trong đau khổ, đặc biệt là sau khi biết Zita không thể mang thai hộ. Janet thậm chí đã chọn cách để chồng và Zita thụ thai tự nhiên và cô còn phải có mặt trong quá trình đó. Dù lần đầu tiên không thành công, nhưng điều đó cũng khiến Janet rơi vào bờ vực của sự sụp đổ. Ban đầu, cô còn có thể ngủ một chút nhờ thuốc an thần, nhưng sau đó đã phải dùng đến thuốc chống trầm kẽm. Kanda phát hiện ra thuốc trong túi xách của Janet lập tức hoảng sợ, vội vã gọi điện cho chồng mình để bàn bạc cách xử lý. Nhưng anh chàng trai thẳng lại rất thiếu tinh tế, vẫn cố gắng khuyên Kanda đừng nghĩ quá nhiều. Lúc này, Zita lại có động thái mới. Với lý do lo lắng cho giấc ngủ không tốt của Janet, cô đã giới thiệu cho Janet một loại thuốc thần kỳ có chứa chất cấm. Janet biết rằng sử dụng chất cấm là vi phạm pháp luật và cảm thấy lo lắng, nhưng Zita nói rằng mình đã sử dụng loại thuốc này và hiện tại trạng thái sức khỏe rất tốt. Nếu Janet lo sợ bị người khác biết, Zita sẵn lòng giới thiệu một bác sĩ và sau đó đưa cho cô một danh thiếp. Janet thấy Zita đã chu đáo đến mức này, đã nói lời cảm ơn cô. Sau khi Zita đi, Janet lấy điện thoại ra và gọi cho người trên danh thiếp. Zita đứng ngoài cửa, đã lén nghe cuộc điện thoại của Janet, một nụ cười quỷ quyệt hiện lên trên mặt cô. Khi tan làm, Zhao Yi đến đón Zita theo ý của mẹ mình. Zhao Yi đã trở về ở cùng bố mẹ vì giận Janet đã làm lộ video và lần này đến đón Zita cũng là ý của mẹ anh. Ở phía Janet, cô đã chuẩn bị bữa tối chờ đợi hai người trở về nhưng đã qua giờ hẹn mà vẫn không thấy bóng dáng họ đâu. Lo lắng làm phiền đến công việc của họ nên cô không dám gọi điện, chỉ biết đứng ngơ ngác trước cửa nhìn về phía xa xăm. Trong khi đó, Zita và Zhao Yi đã có những khoảnh khắc hạnh phúc tại nhà bố mẹ Zhao Yi. Zita còn rất biết điều, giúp đỡ làm bếp và trò chuyện với Zhao Yi ngày càng tự nhiên. Thậm chí còn cố tình đùa giỡn khiến Zhao Yi đỏ mặt với lời hứa sẽ sinh cho anh một cậu con trai kháu khỉnh khi đến thời kỳ nguy hiểm của mình. Janet không thể đợi được hai người, đã gọi điện cho Zhao Yi. Zhao Yi nhìn thấy tên cuộc gọi, khuôn mặt trở nên nghiêm túc và cuối cùng đã quyết định không nhận điện thoại. Anh để điện thoại xuống và bước ra ngoài, trái tim đã mệt mỏi của Janet càng trở nên u ám hơn. Cả đêm không thấy hai người trở về, Janet cũng không hề cảm thấy buồn ngủ. Lúc này, cô lại nhớ đến loại thuốc thần kỳ mà Zita đã đưa cho mình vào buổi sáng, không suy nghĩ đã trực tiếp cho vào miệng. Trong khi đó, Zita và Zhao Yi cũng đã về cổng nhà. Zhao Yi quyết định trở về nhà bố mẹ trước và Zita cũng không vội vã trở về nhà. Trên xe, hai người bắt đầu trò chuyện. Kể từ khi Janet không vui, Zhao Yi và Zita càng trở nên thân thiết. Với những cử chỉ tán tỉnh từ Zita, Zhao Yi đã bắt đầu cảm thấy rung động. Họ ngày càng bước vào mối quan hệ mập mờ. Zhao Yi từ từ tiến lại gần Zita, chuẩn bị để trao cho cô một nụ hôn sâu. Đúng lúc này, em trai Janet, non nhìn thấy chiếc xe của Zhao Yi đã tiến lại gần, khiến hai người vội vàng rời đi. May mà ánh đèn xe đủ sáng, nếu không chuyện xấu đã bị phát hiện. Sau một cái nhìn trao đổi, cả hai có vẻ lưu luyến nhưng Zita đã bước xuống xe. Non thấy Zita cùng anh rể trở về muộn như vậy cũng hơi ngạc nhiên, nhưng biết Zita hiện là trợ lý của anh rể và cũng đang sống chung nên không nghĩ ngợi thêm. Zhao Yi vẫn đang giận vợ nên sau vài lời dặn dò đã chuẩn bị quay về nhà bố mẹ. Non biết hai người đang có mâu thuẫn, không nói thêm gì. Zita không biết là do phấn khích hay cảm thấy có lỗi, vừa vào cửa đã ngã xuống. Non vội vàng đến giúp, nhưng Zita nói mình vẫn có thể đi được. Non với vẻ mặt tinh nghịch, ngồi xem cô diễn và quả nhiên Zita không đi được vài bước đã lại té ngã, cuối cùng phải nhờ Non giúp đỡ vào nhà. Trong thời gian tiếp xúc, Non đã phát triển tình cảm với Zita và Zita cũng rất thích Non. Tuy nhiên, vì muốn trả thù bạn thân mình, cô vẫn quyết tâm chiếm lấy Zhao Yi. Non chu đáo chuẩn bị nước rửa chân cho Zita và tự tay giúp cô rửa chân, khiến trái tim Zita ấm áp nhưng cũng xen lẫn một chút áy náy. Sau đó, Non còn trực tiếp cõng Zita trở về phòng, hai người cười đùa, nói chuyện vui vẻ, giống như một cặp đôi ngọt ngào. Trở lại phòng, Non còn cố tình ném Zita lên giường, khiến Zita cười không ngớt. Zita vừa định đứng dậy chuyển chỗ nhưng lại không giữ được thăng bằng, một lần nữa ngã vào người Non. Sức nặng của cô khiến Non cảm thấy vô cùng thoải mái. Zita liền trêu chọc bảo Non đừng nghĩ lung tung, cô không phải là cô gái dễ dãi. Nghe thấy lời này, Non cũng cười hiểu, trêu chọc rằng Zita nặng quá khiến anh bị thương, có lẽ đêm nay chỉ có thể ở lại đây. Nói xong, anh chuẩn bị nằm xuống giường, nhưng Zita vội vàng kéo anh dậy và tiễn anh ra cửa. Lúc ra về, Non vẫn đùa cợt nói rằng mình đã vất vả như vậy, chắc phải có chút phần thưởng. Zita cũng không kém, lướt tay qua tóc, rồi khéo léo cởi bỏ áo ngoài, lộ ra làn da trắng nõn và thân hình quyến rũ khiến Non chẳng thể rời mắt. Nhưng ngay sau đó, anh lại tỏ vẻ bình tĩnh nói rằng Zita không chân thành, phần thưởng này có cũng như không. Zita cũng không muốn đùa thêm nữa, mặc lại áo và tiễn khách. Những khoảnh khắc ngọt ngào này lại càng khiến Zita cảm thấy đau khổ, cô đã khóc đỏ mắt suốt đêm. Zita muốn trả thù Janet vì đã cướp đi hạnh phúc của mình khi còn nhỏ, nên luôn nhắc nhở bản thân phải tàn nhẫn chiếm lại mọi thứ thuộc về mình. Nhưng trước tình cảm chân thành của Non, cô lại không kiềm chế được. Sự phân vân giữa hai lựa chọn khiến cô cảm thấy đau khổ. Sáng hôm sau, khi Janet thấy Zita, cô đã hỏi Zita có thấy chồng mình,
Gia Uy không. Zita tự nhiên không nói với Janet rằng tối qua Gia Uy đã ở cùng mình, chỉ qua loa đáp lại vài câu. Janet còn nhờ Zita khi gặp Gia Uy hãy giúp cô thuyết phục anh trở về nhà, mà không hề biết người bạn thân của mình sẽ không bao giờ giúp cô việc đó. Zita cảm thấy ghen tị khi nghe Janet lo lắng cho Gia Uy đến vậy, lời nói không kiểm soát được bản thân và trở nên hơi kích động, khiến Janet cảm thấy bất ngờ. May mắn là Non đã đến và phá vỡ sự ngượng ngùng giữa họ. Non lo lắng cho vết thương chân của Zita và đề nghị đưa cô đi làm, nhưng Zita lại tỏ ra rất lạnh lùng, từ chối sự tốt bụng của Non một cách quyết đoán. Biểu cảm và lời nói của cô so với Zita ngọt ngào đáng yêu tối qua như hai người khác biệt. Điều này chứng tỏ Zita vẫn quyết tâm tiếp tục cuộc chiến giành lấy Gia Uy, không muốn dính líu đến bất kỳ rắc rối tình cảm nào với Non nữa. Chỉ khi bước ra khỏi cửa, cô mới dám để lộ vẻ mặt đau khổ. Trái tim cô vẫn đang giằng xé, nhưng đã chọn con đường hận thù thì chỉ có thể cắn răng tiếp tục mà thôi. Cô phải dành một lúc lâu bên lề đường mới có thể tiếp tục đi tiếp. Trong lúc đó, Gia Uy đang trở về để đưa Zita đi làm. Sự bực bội trong lòng khiến anh cảm thấy mệt mỏi, lái xe không đủ tập trung và không nhìn thấy Zita bất ngờ bước ra, đâm thẳng vào cô. Trong nhà, có một người phụ nữ đeo kính râm, kéo rèm cửa, ngồi co ro trên sofa, ôm gối mới cảm thấy một chút an toàn. Nguyên nhân khiến người phụ nữ từ một người phụ nữ sang trọng, dịu dàng biến thành hình ảnh như bây giờ, hoàn toàn là do bạn thân của cô, Zita gây ra. Giờ đây, ngay cả chồng cô, Gia Uy, người từng yêu thương cô nhất, cũng bắt đầu cảm thấy chán ghét và ngày càng trở nên thân thiết với Zita hơn. Bạn thân của Janet, Kanda cảm giác mọi chuyện không đơn giản nên đã yêu cầu chồng mình, người làm quản lý cùng công ty với Gia Uy, nói chuyện với Gia Uy về vấn đề này. Quản lý đã đến tìm Gia Uy sau giờ làm, ngay lập tức bày tỏ sự nghi ngờ với Zita, cho rằng cô ấy có khả năng đặc biệt, luôn đi trước họ một bước. Qua quan sát của anh và Kanda, từ khi Zita chuyển đến nhà Gia Uy, tình trạng của Janet ngày càng tồi tệ, thậm chí cả mối quan hệ vợ chồng yêu thương trước kia cũng trở nên xa lạ. Rất có thể tất cả những chuyện này đều do Zita sắp đặt, thậm chí họ còn nghi ngờ cô giáo của Zita và Janet khi ở trại mồ côi cũng có thể bị Zita làm hại. Những gì họ không biết là Zita đang nghe lén cuộc trò chuyện của họ trên điện thoại. Hóa ra, Zita đã lợi dụng lúc Gia Uy đi vệ sinh, lén lút cài đặt phần mềm vào điện thoại của anh, mục đích là để kiểm soát mọi động thái của Gia Uy. Nghe thấy cuộc đối thoại, Zita cảm thấy có nguy cơ. Mặc dù trong cuộc trò chuyện, Gia Uy đã cố gắng biện hộ cho mình, nhưng việc kế hoạch của cô bị phát hiện là một mối nguy hiểm. Vì vậy, cô đã nhanh chóng tìm đến người bán súng trong chợ đen để mua một khẩu súng lục chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp, sau đó còn đến phòng bắn súng để luyện tập. Khi Gia Uy trở về nhà, thay vì quan tâm đến vợ mình đang có vẻ mệt mỏi, anh còn nói với Janet rằng đã đến lúc Zita bước vào kỳ rụng trứng, đề xuất việc thụ thai lần thứ hai. Janet lúc này thực sự đã hối hận vì để Zita và chồng mình phát sinh chuyện như vậy và đã bày tỏ sự phản đối. Nhưng Gia Uy đã không còn kiên nhẫn, thậm chí còn trách móc Janet rằng ban đầu chính cô là người quyết định và giờ lại đột ngột thay đổi ý kiến. Janet cũng rõ ràng bày tỏ rằng cô không muốn vì chuyện này mà khiến gia đình trở nên tồi tệ hơn. Khi hai người đang thảo luận sôi nổi, Zita vừa về tới và cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Để không làm Gia Uy nghi ngờ, cô quyết định sẽ không tiếp tục can dự vào việc gia đình họ nữa. Gia Uy vẫn muốn thuyết phục, nhưng lúc này cả hai phụ nữ đều nhìn anh, dường như cả hai đều hiểu rằng Gia Uy có lẽ không chỉ muốn có con mà còn muốn tận hưởng quá trình thụ thai với Zita. Zita cuối cùng cũng lẳng lặng rời đi. Janet muốn tiếp tục thảo luận với Gia Uy về mối quan hệ căng thẳng giữa họ gần đây, nhưng Gia Uy không muốn nói gì cả và quay lưng đi. Sáng hôm sau, Janet vừa thức dậy đã bất ngờ thấy Zita ngồi trên giường, làm cô giật mình và vội vã hỏi Zita từ khi nào vào đây. Zita nói rằng cô thấy cửa không khóa vào buổi sáng nên vào xem Janet đã thức chưa, sau đó lại nói những lời không liên quan khiến Janet càng thêm bối rối. Zita còn hy vọng Janet không giận vì cô tự tiện vào phòng. Suốt quá trình nói, biểu cảm của cô không thay đổi nhiều, điều này khiến Janet cảm thấy sợ hãi và chỉ biết gật đầu đồng ý. Sau khi Zita đi làm, Janet càng nghĩ càng thấy có điều không ổn và quyết định gọi cho Gia Uy, người chồng đã đi qua đêm, nhưng anh ta vẫn không nhận điện thoại. Để làm rõ chuyện này, Janet đã mở camera giám sát trong nhà và thấy được những hành động thân mật giữa Zita và em trai mình, Non. Biết trước Non có tình cảm với Zita, cô không quá ngạc nhiên. Tuy nhiên sau đó, camera ghi lại thời điểm lúc 1 giờ sáng. Vào thời điểm đó, Zita đã vào phòng của cô. Janet tăng tốc độ xem tiếp và phát hiện khi Zita rời khỏi phòng vào lúc 6 giờ 30 phút sáng, cô ấy đã ở trong phòng của cô suốt thời gian đó. Thông tin này khiến Janet lập tức cảm thấy sợ hãi. Cô không dám tưởng tượng Zita đã làm gì suốt đêm đó. Janet nhanh chóng đến văn phòng Gia Uy và kể cho anh nghe về những phát hiện của mình, nhưng không ngờ Gia Uy không chỉ không quan tâm đến Janet mà còn trách móc Janet vu khống Zita. Nghe Gia Uy nói như vậy, Janet cảm thấy rất bất ức, nhưng họ không biết rằng cuộc trò chuyện giữa hai người đều được Zita xem rõ từ phía bên kia. Zita rất hài lòng với cách Gia Uy phản ứng. Thấy mình không thể thuyết phục được chồng, Janet chỉ có thể chuẩn bị rời đi. Lúc này, Zita cũng đi theo và giả vờ tình cờ hỏi Janet sao có thời gian đến công ty. Janet nhớ lại những gì Zita đã làm với mình và cảm thấy sợ hãi, lời nói cũng trở nên né tránh. Trước yêu cầu của Zita muốn đưa mình về, Janet có chút bối rối, chỉ có thể giả vờ lục lọi túi sách tìm điện thoại. Zita nhận ra sự hoảng loạn của Janet, liền trực tiếp giúp cô lấy điện thoại ra. Janet không còn cách nào tiếp tục giả vờ nữa và chỉ có thể quay lưng rời đi. Lúc này, Zita nghe thấy giọng nói của Gia Uy từ bên trong và lập tức nảy sinh một ý tưởng. Cô tính toán thời gian Gia Uy ra khỏi cửa và theo sát bước chân của Janet.
Đúng lúc Gia Uy vừa bước ra cửa, Zita bỗng nhiên vấp ngã, Janet cũng giật mình. Thấy vậy, Gia Uy vội vàng chạy xuống kiểm tra tình hình của Zita, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Janet. Janet vội vàng giải thích rằng cô không đẩy Zita. Gia Uy hỏi Zita sao lại ngã, không ngờ Zita lại trực tiếp nói là do Janet đẩy cô ngã. Nghe xong, Gia Uy tức giận tra hỏi Janet tại sao lại làm như vậy. Giờ đây Janet dù có lý cũng chẳng thể giải thích được, chồng cô đã không còn tin tưởng cô nữa, nói gì cũng vô ích. Lúc này, Zita lại thay đổi lời, bênh vực Janet, nói rằng có thể do cô không chú ý, có lẽ đã hiểu lầm Janet. Cô ấy tỏ ra rất đáng thương, khiến Gia Uy càng tin chắc rằng chính Janet đã cố ý đẩy Zita. Janet cảm thấy vô cùng uất ức và cũng nhìn thấu tâm cơ của cô bạn thân này. Gia Uy dìu Zita trở lại văn phòng. Đến tối tan làm, Gia Uy tiếp tục dìu Zita về nhà. Trên đường về, hai người vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ. Còn Janet, vì áp lực rối loạn lo âu lâu ngày, chỉ có thể ngủ được nhờ vào thuốc. Và điều đáng nói là, thuốc này lại do Zita đưa cho cô, bên trong chứa thành phần làm tê liệt hệ thần kinh. Hai người sớm đến cửa, Gia Uy quyết định không về nhà, không muốn cãi vã với Janet. Zita cũng giả vờ hiểu và quay người vào nhà, nhưng vừa đi được vài bước lại giả vờ vấp ngã suýt chút nữa té. Gia Uy thấy vậy vội vàng đỡ lấy, sau đó quyết định dìu Zita về phòng. Kỳ diệu thay, khi Zita về đến phòng lại bỗng nhiên khỏe mạnh, bảo Gia Uy ngồi xuống nghỉ ngơi, cô sẽ đi lấy nước cho anh uống. Zita quay lưng về phía tủ lạnh, Gia Uy ngây thơ không nhận ra Zita vừa mới giả vờ, còn mỉm cười ngắm nhìn bóng dáng của cô. Zita nhìn lên camera an ninh trên trần nhà, cố ý đi vào điểm mù của camera, rồi lấy ra một gói bột màu trắng, sau đó đổ hết vào cốc nước. Sau khi chứng kiến Gia Uy uống hết ly nước, để ngăn anh rời đi trước khi thuốc phát huy tác dụng, Zita cố tình tìm chủ đề trò chuyện với anh. Chẳng mấy chốc, Gia Uy bắt đầu có phản ứng, anh ta ôm lấy Zita từ phía sau. Zita cảm thấy đã đến lúc, quay người lại và tiếp tục kích thích Gia Uy bằng lời nói, khiến tác dụng của thuốc mạnh mẽ hơn. Sau đó, cô dẫn anh đến phòng ngủ của Janet và nằm xuống, trong khi Janet vẫn đang ngủ say. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại reo lên, là cuộc gọi từ người cô yêu, Non. Zita đang phân vân về chuyện tốt đẹp với Gia Uy, nhưng cũng lo lắng có chuyện gì quan trọng từ phía bạn trai. Cuối cùng, cô nói với Gia Uy, người đang lơ mơ, một câu rồi ra ngoài nhận điện thoại. Khi nhận cuộc gọi, người bên kia lại không phải là giọng của Non mà là một y tá, thông báo rằng chủ nhân của điện thoại đã bị thương và đang ở bệnh viện. Nghe vậy, Zita lập tức hoảng hốt, không quan tâm đến Gia Uy đang đợi trong phòng mà vội vàng đến bệnh viện. Trong phòng, cặp vợ chồng đang trong trạng thái mê man đã vô tình nắm lấy tay nhau. Janet cảm nhận được hơi ấm của chồng và không ý thức được mà dựa vào anh. Gia Uy từ từ mở mắt, do ảnh hưởng của thuốc mà nhìn thấy vợ nhưng lại nghĩ đó là Zita. Sau khi nhìn nhau đầy đam mê, Gia Uy lật người, đè Janet xuống dưới. Những gì xảy ra sau đó không cần phải nói, bạn cũng biết. Còn Zita, trong trạng thái lo lắng, đang lái xe trên đường, tưởng tượng ra cảnh Non đầy máu. Cô càng trở nên hoảng hốt, tuy nhiên, tình hình không nghiêm trọng như cô nghĩ. Non chỉ bị thương nhẹ và sau một đêm nghỉ ngơi đã không còn gì nghiêm trọng. Thấy Non tỉnh lại, Zita cũng mỉm cười, sau đó trách mắng Non lái xe không cẩn thận, nhưng trong mắt đầy sự yêu thương. Họ nói chuyện qua lại, lộ ra hương vị của tình yêu. Mặc dù chưa công khai mối quan hệ bạn trai bạn gái, nhưng tất cả các hành động và lời nói đã chứng minh mối quan hệ đó. Tuy nhiên, dù Zita thích Non, nhưng để trả thù bạn thân đã cướp đi mọi thứ của mình từ khi còn nhỏ. Cô vẫn quyết tâm đòi lại những thứ thuộc về mình, bao gồm cả chồng giàu có của mình là Gia Uy. Janet từ từ tỉnh dậy trong một đêm hạnh phúc, quay đầu thấy chồng cũng là một nụ cười bất ngờ. Hai người đã chiến tranh lạnh nhiều ngày, cô tưởng rằng chồng đã tha thứ cho mình và trở về gia đình. Nhưng không ngờ, chồng cô lại gọi tên Zita, Janet như sét đánh ngang tai. Chồng cô vậy mà nghĩ rằng anh đã trải qua một đêm tuyệt vời với bạn thân của mình. Khi Gia Uy tiếp tục nói, Janet đã bắt đầu rơi nước mắt. Gia Uy từ từ mở mắt, thấy vợ mình đã khóc, cũng giật mình và gọi tên vợ với vẻ mặt đầy ân hận. Lúc này, Janet đã cảm thấy tuyệt vọng, còn xin lỗi Gia Uy vì đã làm anh thất vọng, sau đó không chờ Gia Uy giải thích đã thúc giục anh đi làm. Cô không biết phải đối mặt với tình hình như thế nào, đổi quần áo, chuẩn bị cà phê hàng ngày cho Gia Uy. Gia Uy nhận lấy cà phê và nói rằng đã để lại một ít tiền mặt trong nhà, bảo cô đi mua sắm để giải khuây. Nhưng hành động này lại càng khiến Janet thêm đau khổ, cô cảm thấy đó là cách chồng bù đắp cho đêm qua. Nỗi đau này cũng được Zita, người đã cài đặt phần mềm giám sát vào điện thoại của Gia Uy, thấy rõ. Thấy Janet đau khổ khiến cô cảm thấy thỏa mãn. Lúc này, Non đi đến, làm gián đoạn khoảnh khắc vui vẻ của Zita. Thấy Non đã hồi phục rất tốt, cô cũng vui mừng tựa vào vai anh, cả hai cùng đến công ty. Zita cố ý tìm Gia Uy để xin lỗi về chuyện đêm qua. Gia Uy vẫn nhớ, đêm qua chính là Zita đã dẫn cô vào phòng, lời nói không khỏi bất mãn. Nhưng Zita muốn giải thích chuyện này cũng rất đơn giản, chỉ là không muốn thấy mối quan hệ vợ chồng họ cứ mãi căng thẳng, vì vậy muốn giúp họ hòa giải mối quan hệ. Sau đó, còn bổ sung một câu, chỉ cần Gia Uy cần, cô luôn sẵn lòng. Sau đó chuẩn bị rời đi, nhưng Gia Uy lại gọi Zita lại, bảo cô chiều nay đi ra ngoài với mình một chuyến. Cô biết chồng mình gần đây và bạn thân Zita rất thân, chỉ là không ngờ mình đã trở thành trò cười. Để rõ ràng chuyện gì đã xảy ra tối qua, Janet kiểm tra video giám sát tối qua. Ngay khi cô vừa đi ngủ, Zita và Gia Uy thực sự đã ở trong phòng khách. Và khi Zita mang cốc nước đến, cô đã cố ý nhìn vào camera, lẩn vào điểm mù. Sau đó, video đã biến mất không còn thấy nữa.
Đi kiểm tra thì phát hiện ra dây nguồn đã bị rút ra. Thực ra, Zita đã biết vị trí của camera giám sát trong nhà, cố tình trốn ở điểm mù và đã bỏ thuốc vào ly nước của Gia Uy. Ban đầu, cô ta muốn mình và Gia Uy có quan hệ, nhưng bị cuộc gọi của bạn trai làm gián đoạn. Việc rút dây nguồn camera cũng chính là hành động của Zita. Những sự kiện gần đây khiến Janet bắt đầu nghi ngờ Zita. Đầu tiên là nhân cơ hội giúp cô mang thai hộ, cô ta và chồng Janet trở nên thân thiết. Sau đó, cô ý ngã cầu thang và giả vờ như Janet đã đẩy cô ta xuống, khiến mối quan hệ giữa Janet và chồng càng trở nên căng thẳng. Thậm chí, cô ta cả đêm lén lút ở trong phòng Janet mà không biết đã làm gì. Để tìm kiếm manh mối, Janet đã vào phòng của Zita và quả nhiên chỉ tìm kiếm một lúc đã phát hiện ra một khẩu súng. Janet cảm thấy chắc chắn mọi chuyện không đơn giản như vậy. Và lúc này, Zita lại gọi điện cho Janet, còn khoe khoang rằng cô ta đã giúp Janet thực hiện ước muốn được ngủ chung giường với chồng. Janet lúc này với Zita không chỉ là nghi ngờ mà còn sợ hãi hơn. Cách nói chuyện cũng đầy e dè và lảng tránh. Về phần công ty của Gia Uy, cũng xảy ra sự cố. Dự án mà công ty tham gia đấu thầu gặp vấn đề, công ty đối thủ chỉ cần vượt qua họ một chút đã giành được dự án. Và chỉ có Gia Uy và quản lý biết đến tài liệu mật này. Điều này khiến quản lý cảm thấy tự trách và tức giận, không biết vấn đề nằm ở đâu. Khi đến công ty giải thích với Gia Uy, nhưng Gia Uy lại tin rằng chỉ có thể là quản lý đã phản bội công ty, không còn xem trọng tình bạn hàng chục năm của bọn họ. Gia Uy tuyên bố mình có bằng chứng và thậm chí đã phát trực tiếp lời nói của quản lý về giá thầu của công ty. Ngay sau đó, anh ta đã trực tiếp giao quản lý cho cảnh sát. Và không làm người ta thất vọng, việc này cũng do Zita bày mưu. Cô ta đã giám sát điện thoại của Gia Uy và phát hiện quản lý đã nói xấu mình với Gia Uy và quyết định trả thù quản lý. Vì vậy, quản lý đã bị bắt. Khi Zita đi ngang qua, người quản lý cho rằng chính Zita đã hại mình nhưng không thể phản kháng. Dù bất bình đến mấy cũng chỉ có thể chịu đựng. Hai người đàn ông quan trọng nhất đối với Janet giờ đều tin tưởng Zita một cách vô điều kiện. Zita thưởng thức niềm vui chiến thắng, nhìn chiếc xe mới mà Gia Uy mua cho mình với niềm hân hoan không thể tả. Khi trở về, Zita không còn thân thiện với Janet như trước, lời nói đầy thách thức khiến Janet sợ hãi. Janet đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình, quyết định phải làm điều gì đó. Cô gọi điện cho chồng và em trai mình về nhà, sau đó yêu cầu họ đi cùng mình đến phòng của Zita. Gia Uy không hài lòng vì cho rằng vợ mình cố ý xâm phạm quyền riêng tư của người khác, nhưng Janet đã quyết tâm làm như vậy và cả hai chỉ có thể theo cô. Đến phòng, Gia Uy và Non vẫn đang khuyên Janet không nên xâm phạm quyền riêng tư của người khác, nhưng Janet không quan tâm nhiều đến điều đó, cô ta trực tiếp lấy ra khẩu súng mà Zita đã giấu kín, khiến Gia Uy và Non giật mình. Và vào lúc này, Zita cũng trở về nhà, thấy xe của Gia Uy và Non đều đậu ở đó, trên mặt cô ta lộ rõ vẻ hài lòng. Cô ta tự tin bước vào phòng, thừa nhận đó chính là đồ của mình. Janet lúc này tưởng rằng cuối cùng cũng có thể lật tẩy bộ mặt thật của cô bạn thân đầy toan tính này. Nhưng cô đã đánh giá thấp Zita rồi, Zita nước mắt lưng tròng tỏ vẻ Janet chắc chắn đã hiểu lầm mình. Sau đó cô yêu cầu Janet mở gói hàng. Janet nghe theo mở nắp ra, nhưng bên trong lại là một cái máy sấy tóc. Màn kịch của Zita vẫn tiếp tục, cô ta giải thích mình chỉ vì gần đây tóc hơi khô nên đã chuẩn bị một cái máy sấy tóc. Cô ta không ngờ việc này cũng khiến Janet oán trách mình. Janet bị xoay cho hoa cả mắt, còn Gia Uy và Non chứng kiến tình cảnh này cũng thất vọng về Janet. Cả hai đều nghĩ rằng cô đang cố tình tìm chuyện với Zita. Zita lúc này tỏ vẻ đau lòng rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng khi trở lại xe, cô ta lộ ra nụ cười mãn nguyện. Sau đó, cô ấy thò đầu ra ngoài cửa sổ và bắt đầu hét lên rằng mình bị oan uổng. Về phía Janet, cô ấy vẫn cố gắng giải thích với chồng và em trai rằng mình chắc chắn thấy một khẩu súng. Nhưng lúc này, hai người họ đã hoàn toàn tin tưởng vào Zita và không còn lắng nghe cô ấy giải thích nữa. Mặt khác, Janet đề nghị giúp đỡ chồng của bạn mình trong việc để lộ thông tin mật của công ty Gia Uy. Khi nghe Janet đề cập đến vấn đề này, Gia Uy càng tức giận hơn và cảnh báo cô ấy không được can thiệp vào công việc của mình. Về phía Zita, cô ấy nhanh chóng tìm bạn thân lấy lại khẩu súng. Hóa ra Zita biết Janet đã nghi ngờ mình và trước đó đã nhờ bạn thân giữ giúp khẩu súng. Sau đó, họ lại đến quầy bar để uống rượu và nhảy múa. Trong thời gian đó, cả Non và Gia Uy đều gọi điện, nhưng Zita cố tình giả vờ tức giận và không nghe máy. Trước những người đàn ông đến làm quen, cô bạn mơ màng định đi theo, nhưng được Zita ngăn lại. Người bạn thấy Zita sống tốt như vậy cũng rất vui mừng cho cô ấy. Còn nói rằng bây giờ cô ấy không chỉ chiến đấu một mình mà còn đại diện cho những cô gái có hoàn cảnh nghèo khó giống như họ. Trước khi gặp lại Janet và Gia Uy, Zita đã sống bằng cách bán rượu và đi tiếp khách. Vì vậy, khi có được cơ hội và vị trí hiện tại, Zita quyết không bỏ cuộc. Sau khi tiễn bạn, Zita gọi điện cho Non, anh vội vàng nhận máy khi thấy cuộc gọi từ cô. Ngoài trời đang đổ mưa, khi biết Zita đang đứng trước cửa nhà mình, Non vội vã chạy ra ngoài, cuồng nhiệt ôm lấy cô vào lòng. Cả hai nhanh chóng thay bỏ bộ đồ ướt và nằm xuống giường. Hai người như một đôi tình nhân nhỏ ngọt ngào. Non còn kể chuyện cổ tích để Zita ngủ và đêm đó họ thực sự không làm gì cả. Hôm sau, mẹ Non bước vào và giật mình khi thấy họ vẫn ôm nhau ngủ, cả hai tỉnh dậy trong hoảng loạn, nhưng người mẹ không tin giữa hai người họ không xảy ra điều gì. Janet đã bị Zita làm cho điên đảo, mỗi ngày đều sống trong nước mắt. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định gọi điện cho chồng một lần nữa. Gia Uy cuối cùng cũng nhận cuộc gọi và Janet trực tiếp hỏi ý định của anh đối với Zita để mình có thể chuẩn bị trước. Không ngờ Janet lại nhận được câu trả lời khiến trái tim Janet tan vỡ, anh cảm thấy mình đã yêu Zita. Điều gì đau đớn hơn việc chồng mình nói yêu bạn thân mình? Janet kìm nén nỗi đau trong lòng,
nói chúc phúc cho họ rồi cúp máy. Ngày hôm sau, Zita cùng Non và mẹ anh vui vẻ ăn cơm. Janet dự định về nhà tâm sự với mẹ nhưng lại thấy Zita, người mà cô căm ghét cũng ở đó. Janet tiến lên và cho Zita một cái bạt tai to, sau đó không kìm được cảm xúc mà giật mạnh tóc Zita. Lúc này, cô có lẽ đã hiểu rõ mục đích của Zita là muốn cướp đi tất cả mọi thứ của mình. Trước sự đánh đập và chửi mắng của Janet, Zita tiếp tục giả vờ đáng thương, không ngừng nói xin lỗi. Mẹ Janet hoảng sợ không dám lại gần, còn Non vội vàng kéo Janet ra. Janet lúc này không kiểm soát được cảm xúc. Trong lúc vội vã, Janet đã vô tình đẩy mẹ va vào tường. Nhận ra sai lầm, Janet hối hận nhưng Non lại vô cùng tức giận và mắng cô. Đột nhiên, Janet cảm thấy bị mọi người quay lưng. Zita chạy khỏi nhà Janet và đến mộ của cô giáo ở trại mồ côi, người mà chính cô vì hận thù mà làm hại. Cô ấy luôn cảm thấy ân hận nhưng không hề hối tiếc, vì nếu cô giáo không thay đổi quyết định, người được nhận nuôi đáng lẽ ra đã là cô ấy. Hôm nay là sinh nhật của cô giáo, Zita đã đặc biệt mang theo bánh kem. Cô đã nghẹn ngào nói ra sự thật rằng mình đã khiến cô giáo qua đời. Những lời này bị một người đứng gần đó nghe thấy, người này chính là bạn của Non. Biết được quá khứ của Zita là một cô gái bán hoa, anh ta nghĩ rằng Zita tiếp cận Non chắc chắn có mục đích khác nên đã âm thầm điều tra. Anh ta bắt cóc Zita đến một nơi vắng vẻ, dùng hành động ép buộc Zita phải thừa nhận tội lỗi của mình, còn dùng điện thoại quay lại. Nhưng lúc này, ý chí của Zita rất kiên định, dù bị đe dọa thế nào cô ấy cũng không hé răng nửa lời. Bởi cô ấy biết nếu mình thừa nhận, tất cả những gì cô ấy vất vả xây dựng sẽ sụp đổ. Cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng để bò về phía xe, người đàn ông tiếp tục ép Zita phải nói ra sự thật, sau đó còn đè cô ấy xuống xe để tiếp tục gây áp lực. Lúc này, cô với tay vào trong xe, tìm thấy khẩu súng cất giữ, rút ra và nhắm vào người đàn ông rồi bóp cò. Người đàn ông lập tức gục xuống, sau khi xử lý xong thi thể người đàn ông, cô trở lại xe và nhìn thấy đôi tay mình nhuốm bẩn. Trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng vừa rồi, suy nghĩ lúc này đang lơ lửng trên bờ vực của sự sụp đổ. Sau khi điều chỉnh tinh thần và lau đi vết huyết ở khóe miệng, Zita khởi động xe và tiếp tục cuộc chiến. Để che đậy những vết thương và vết máu trên người mình, sau khi đến thành phố, Zita đã đạp mạnh vào bàn đạp ga và lao thẳng vào cột điện bên đường. Khi Zita tỉnh dậy, cô thấy mình đã ở trong bệnh viện và Non luôn túc trực bên cạnh. Từ lời kể của Non, Zita biết mình đã hôn mê trong một tuần. Người đàn ông bị cảnh sát bắt vì tiết lộ bí mật công ty, chỉ vì tài liệu mật chỉ có anh và ông chủ giao uy biết. Sau khi được bảo lãnh, người đàn ông càng nghĩ càng thấy có điều gì đó không đúng. Cảm thấy chắc chắn có ai đó đã nghe lén cuộc trò chuyện giữa mình và Giao Uy, và người đó không ai khác chính là trợ lý của Giao Uy, Zita. Vì vậy, sau khi tìm kiếm, anh tìm thấy phần mềm này và cảnh tượng trước mắt cũng xác nhận cho suy đoán của mình. Ngay sau đó, anh gọi điện cho Giao Uy, nhưng không ngờ điện thoại của Giao Uy lại đang ở trong tay Zita. Zita nhận cuộc gọi nhưng không lên tiếng. Người đàn ông vẫn mặt mày nghiêm túc bảo đối phương đừng nói gì mà nghe mình nói, sau đó liền một lèo nói ra tất cả những manh mối mình điều tra được. Lúc này, Zita mới bắt đầu lên tiếng, người đàn ông nghe thấy giọng của Zita thì giật mình. Điều làm anh ta càng ngạc nhiên hơn là Zita thừa nhận mình chính là người làm tất cả những việc này. Zita làm vậy vì chính anh ta và vợ anh, Kanda, đã nhận ra Zita cố tình phá Janet, muốn cướp đi chồng của Janet. Để anh ta không làm hỏng việc tốt của mình, cô đã cố ý tiết lộ bí mật công ty. Nghe Zita nói vậy, người đàn ông vội vàng lấy điện thoại ra chuẩn bị ghi âm. Zita cảm nhận được đối phương đang có hành động gì đó, liền nói không cần phiền đến việc ghi âm nữa vì chính cô ấy cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, phần mềm ghi âm đã bị xóa. Người đàn ông chẳng thể ngờ Zita lại hành động một cách cẩn thận đến vậy. Về phía Zita, cô ta cũng quyết định cúp máy và xóa lịch sử cuộc gọi. Lúc này, Giao Uy cũng đã trở về. Zita nhanh chóng tìm đến phần mềm mình đã cài đặt trên điện thoại của anh ấy và sau đó hoàn toàn xóa bỏ, quyết định loại bỏ hậu quả. Rất nhanh sau đó, người đàn ông đến bệnh viện tìm Giao Uy và Zita, muốn đối mặt buộc Zita phải thừa nhận những việc cô đã làm. Nhưng Zita không phải kẻ ngốc, làm sao có thể thừa nhận vào lúc này. Người đàn ông tức giận khi thấy Zita không nói gì, tiến lên muốn xô sát. Giao Uy nhìn thấy tình hình không ổn, liền vội vàng can ngăn. Đúng lúc này, người đàn ông nhìn thấy Giao Uy đang cầm điện thoại, liền giật lấy kiểm tra nhưng trên điện thoại không chỉ không có bất kỳ hồ sơ cuộc gọi nào của mình mà phần mềm cũng đã bị xóa. Điều này khiến cho người đàn ông càng tức giận hơn. Không bỏ cuộc, anh ta và vợ nhanh chóng đến gặp Janet để bàn bạc kế hoạch. Nhưng lúc này, một tin tức trên TV thu hút sự chú ý của họ. Một vụ án mạng đã xảy ra và nạn nhân lại là bạn của em trai Janet. Thời gian tử vong trùng khớp với thời gian Zita nhập viện. Người đàn ông lập tức nhớ lại lời cảnh báo của Zita, nếu không chịu ngồi tù thì sẽ được ăn kẹo đồng. Anh ta ngay lập tức suy đoán Zita chính là thủ phạm. Janet cũng có linh cảm tương tự, bởi vì không lâu trước đây nạn nhân đã tìm đến cô, nói rằng đã phát hiện một số việc xấu xa của Zita và lo lắng rằng Zita cố ý tiếp cận Non với mục đích khác. Hiện tại có vẻ như thực sự có khả năng là Zita chính là hung thủ. Và phía Zita cũng đã thấy tin tức tương tự, thi thể mà cô đã cố gắng che giấu vẫn bị tìm thấy, khiến cô cảm thấy lo lắng đến cực điểm. Bên này, mẹ Giao Uy vì muốn con trai mau chóng ly hôn với người con dâu không thể sinh con và lấy Zita, đã trực tiếp tặng cho Zita một món quà cầu hôn, thúc giục cô ấy đưa ra quyết định. Khi Zita mở ra và nhìn thấy con số trên đó, cô ấy sốc vì có tới 30 triệu, nhưng lúc này Zita không cảm thấy vui mừng, ngược lại còn buồn bã hơn. Người đàn ông mà cô sắp đính hôn là người mà cô đã cướp từ bạn thân của mình, nhưng tất cả chỉ vì muốn trả thù vì bạn thân đã cướp đi tất cả mọi thứ của cô khi còn nhỏ. Thực ra, trong lòng cô, người cô yêu là Non.
Tình yêu mà Non dành cho cô cũng rất rõ ràng, từ bỏ người yêu vì báo thù là một lựa chọn khó khăn tới mức nào. Nhưng cuối cùng, Zita vẫn không muốn từ bỏ mọi thứ mà cô đã cố gắng có được. Vì vậy, cô quỳ xuống cảm ơn và đồng ý với cuộc hôn nhân này. Nhưng sau đó, cô đã giao số tiền đó cho mẹ của Non, biết rằng cha của Non đã vay một khoản nợ lớn để bảo lãnh cho bạn, coi đó như là việc cuối cùng cô làm cho anh. Về phía Janet, cô nhận được cuộc gọi từ số điện thoại của Zita. Sau khi nhận cuộc gọi, cô được biết điện thoại của Zita bị bỏ quên trong xe sau tai nạn. Janet ngay lập tức hỏi địa chỉ. Sau đó, cô đi lấy lại điện thoại vì trên đó có bằng chứng Zita thông qua việc nghe lén điện thoại của Gia Uy để hãm hại giám đốc. Sau khi lấy được điện thoại, quả thật video vẫn chưa bị xóa. Với video này, cô có thể chứng minh tất cả những việc xấu xa mà Zita đã làm. Ngay lập tức, cô gọi điện cho vợ chồng bạn thân Kanda, hẹn họ gặp mặt và bàn bạc về hành động tiếp theo. Hai người nghe tin này cũng rất phấn khích, nhưng không ngờ, Janet khi đang ra khỏi nhà, bất ngờ bị điện giật. Hóa ra Zita khi biết chuyện đã bị bại lộ, đã mang theo vũ khí tìm đến Janet, sau đó giật lấy túi sách của cô. Dù Janet cố gắng như thế nào cũng không thể giành lại từ Zita đầy sát khí. Sau khi bị giật mất túi, cô còn bị nhốt vào cốp xe. Sau đó, mở túi và lấy ra điện thoại. Đúng là Janet muốn sử dụng video trên điện thoại để đánh bại mình. Zita còn nói với Janet đang kêu cứu rằng vì cô đã lén xem điện thoại của mình nên mình sẽ lục túi cô như một hình phạt. Nhưng khi nhìn thấy que thử thai, Zita không khỏi thấy sụp đổ. Janet thực sự đã mang thai. Trước đây chính vì Janet không thể sinh con cho Gia Uy mà đã tạo cơ hội cho cô. Việc mang thai của Janet thật là một sự trớ trêu. Nhưng điều này càng làm Zita quyết tâm không thể bỏ qua Janet. Sau đó, mặc kệ Janet kêu cứu trong cốp xe, cô lên xe và khởi hành. Sau khi sắp xếp mọi thứ cho Janet, Zita trở về nhà mới cùng Gia Uy. Khi vào cửa, Gia Uy vẫn tỏ ra quan tâm cô. Nhưng vào lúc này, Zita không có tâm trạng nói chuyện tình cảm với anh ấy. Một mình đi vào phòng thay đồ, cô lấy điện thoại ra để xem Non đang làm gì. Nhưng khi mở ứng dụng, cô đã sửng sốt, mẹ của Non đang xem video của mình trên máy tính. Hóa ra khi đó, bạn của Non đã phát hiện ra việc xấu mà Zita đã làm, dùng vũ lực buộc Zita phải nhận tội và đã ghi lại bằng điện thoại. Sau đó, cô đã dùng súng hạ gục anh ta. Cô nghĩ rằng chẳng ai biết về việc này, nhưng không ngờ rằng bạn của Non đã gửi video cho anh ấy ngay lúc đó. Non vào và thấy mẹ mình đang xem máy tính của mình, vội vàng giật lại. Từ biểu cảm, không khó để nhận ra rằng anh đã xem video này từ trước. Non trước mặt mẹ mình cũng đã nói ra sự thật. Thực ra khi Zita nằm viện bất tỉnh, Non đã xem video và biết rằng chính Zita đã ra tay với bạn của mình. Nhưng vì quá yêu Zita nên anh đã cố tình làm ngơ. Anh vẫn cố gắng biện minh cho Zita trước mặt mẹ mình. Và tất cả những điều này đều được Zita nhìn thấy rõ ràng. Trước tình yêu sâu đậm của Non, Zita cảm thấy bầu trời như sụp đổ, biết rằng đã đến lúc phải kết thúc mọi chuyện. Cô mang theo vết máu trên tay đến gặp Gia Uy. Gia Uy thấy vậy, rất lo lắng muốn đưa cô đi bác sĩ. Nhưng lúc này, nỗi đau thể xác đối với cô mà nói, căn bản không là gì. Sau đó, cô nói mình không sao và từ túi sách lấy ra que thử thai mang thai của Janet. Sau khi thông báo cho anh về việc Janet đang mang thai, cô thú nhận tất cả các tội lỗi của mình. Không chỉ là việc hãm hại giám đốc công ty mà còn khiến công ty của Gia Uy chịu tổn thất lớn và thậm chí còn thú nhận đã ra tay với hai người. Gia Uy cũng cuối cùng nhận ra sự thật, biết Janet được đưa đến một nơi vắng vẻ, anh vội vàng điên cuồng tìm kiếm. Trong khi đó, Zita, với tâm trạng tuyệt vọng, đã nhảy xuống hồ bơi muốn kết thúc đời mình. Janet cũng bất tỉnh vì khí thải từ xe và không khí kín trong cốp xe nhưng may mắn là Gia Uy kịp thời đến và cứu được cô. Non cảm nhận được điều không ổn với Zita, đã vội vàng đến nhà Gia Uy và từ hồ bơi cứu được Zita, người đã gần như tắt thở. Sau một loạt các biện pháp sơ cứu, Zita cuối cùng cũng được cứu sống. Cảm nhận được tình yêu từ Non, Zita không kiềm được cảm xúc và ôm chầm lấy anh, khóc nức nở. Sau này, Zita đã hoàn toàn hối hận vì bị mù quáng bởi hận thù và đã làm ra quá nhiều điều sai trái, giờ không còn cơ hội nào để sửa chữa. Janet cũng dần hồi phục dưới sự chăm sóc của chồng. Gia Uy nhận ra lỗi lầm của mình vì đã bị Zita mê hoặc, suýt nữa đã khiến vợ con mình ra đi oan uổng. Gia Uy thề sẽ chăm sóc tốt cho vợ con mình. Janet, luôn yêu thương chồng mình sâu đậm, cũng đã tha thứ cho sự phản bội của Gia Uy. Cô nhận ra sự xuất hiện và hành động trả thù của Zita cũng bắt nguồn từ chính mình. Sau tất cả, họ càng trân trọng cuộc sống họ sẽ có với nhau hơn. Zita, với sự khích lệ của Non, đã tự nguyện ra đầu thú. Việc hại chết cô giáo là vô ý, còn ra tay với bạn của Non là tự vệ, nên tội danh không quá nặng nhưng việc ngồi tù là không thể tránh khỏi. Non hứa sẽ đợi cô. Bất kể bao lâu anh vẫn đợi, bộ phim kết thúc tại đây. Sau khi xem bộ phim ta thấy, hận thù chỉ mang lại đau khổ cho mọi người. Chỉ khi buông bỏ, họ mới có thể có một tương lai tốt đẹp.